Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào bài thực tập thiền tọa mới. Có chủ đề là ngồi yên trong thảnh thơi. Quý vị có thể ngồi ở trên ghế, ghế loại nào cũng được, miễn là mình cảm thấy thật thoải mái và vững chãi. Một chiếc ghế sofa cũng được, miễn là mình đừng có nằm dài trên đó hay là nằm nghiêng ngửa. Nếu quý vị thích thì mình vẫn có thể trải chiếu hay là trải thảm yoga, mình sẽ ngồi dưới sàn nhà. Quý vị có thể ngồi ở ngoài hành lang, ngồi ở ban công, ngồi gần cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài được. Có thể ngồi trong sân vườn, kể cả là mình có thể ngồi trong một góc nào đó của công viên yên tĩnh. Bất cứ chỗ nào không gian yên tĩnh, không có người đi qua lại, thì chúng ta đều có thể ngồi ở đó để thực tập bài này. Và tuyệt nhất là chúng ta nên ngồi vào buổi sáng sớm, khi mà mình thức dậy khoảng 4 giờ rưỡi hay là 5 giờ, mình nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dầu là mặt trời chưa lên, nhưng mình thấy vạn vật đang đứng yên, cảnh vật đứng yên và không gian thật sự là tĩnh lặng. Tâm chúng ta lúc đó cũng còn tinh khôi, cho nên là rất là dễ để định tâm hay là dễ quan sát được chính mình và dễ thực tập bài thực tập này. Tuy nhiên khi mặt trời lên thì cũng hay lắm, mình có thể nhìn thấy rõ vạn vật hơn. Lúc đó thì mình có thể chọn các đối tượng để an trú tâm mình là cảnh vật xung quanh. Thành ra khi đại chúng buộc phải ngồi vào buổi tối, hoặc là mình có nhu cầu muốn ngồi thêm vào buổi tối thì cũng được. Mình nhìn vào màn đêm không thấy bất cứ đối tượng nào hết thì nó cũng dễ chịu lắm. Tuy nhiên là nếu mình ngồi gần chỗ nào mà ánh sáng trong phòng nó đi ra, nó soi rọi ra bên ngoài để mình nhìn thấy vài nhánh cây hay là vài nụ hoa hay là bất cứ đối tượng là cây cối nào ở bên ngoài để cho mình chú tâm được thì nó rất tốt. Hoặc là mình ngồi ở dưới ánh trăng, mình có thể nhìn thấy lờ mờ cũng được. Hoặc là nhờ đèn nhà hàng xóm, đèn đường, mình có thể thấy cảnh vật xa xa cũng được. Chứ nếu mình chỉ nhìn vào màn tối đen thì tâm mình nó sẽ không có điểm trụ, lúc đó nó sẽ dễ suy nghĩ vẩn vơ. Thì lúc đó nếu mà buộc phải ngồi vào buổi tối và với cái màn đêm tối đen như vậy đó, thì bây giờ mình sẽ chọn đối tượng để an trú tâm, đó là hơi thở hoặc là bất cứ bộ phận nào đó trên cơ thể của mình. Chúng ta có thể chuẩn bị cho mình một tách trà ấm cho bài thực tập này, một tách cà phê cũng được hay là nước lọc cũng được, dễ chịu ha. Rồi mình có thể chuẩn bị sẵn một bình hoa, có thêm nến thì càng tốt, nhưng mà cũng tránh đừng có chuẩn bị nhiều thứ làm rườm rà quá, khiến cho mình mất nhiều thời gian và lại lăn xăng nữa. Chắc chắn là chúng ta phải tắt điện thoại và cất nó ở đâu đó xa cái chỗ mình ngồi thiền, để mình đừng có liếc nhìn nó. Và chắc chắn là không mở tivi, không có mở nhạc lên, dù là bất cứ loại âm nhạc nào, dù là nhạc êm dịu du dương. Mình muốn được tiếp xúc với không gian thật sự là tĩnh lặng để nghe rõ những âm thanh xung quanh. Và nếu mình có ngồi chung với ai đó thì mình cũng đừng nên nói chuyện. Mỗi người quay trở về nương tựa trên chính bản thân mình. Mỗi người trở về với bài thực tập của mình. Và chúng ta nên nhớ đây vẫn là một bài thiền tọa mang tính chất mở rộng thôi. Bây giờ chúng ta vào bài thực tập nhé. Đầu tiên xin mời quý vị hãy ngả người vào lưng ghế. Hãy buông thư toàn thân. Nếu ghế không có lưng, hoặc là mình đang ngồi ở dưới đất, ở dưới sàn,
thì mình hãy giữ cột sống thẳng đứng nhưng mà vẫn có sự thả lỏng mềm mại. Từ từ khép mắt lại và cảm nhận sự thư giãn đang bắt đầu diễn ra. Nở nụ cười nhẹ, nụ cười hàm tiếu. Cảm nhận đôi môi của mình cũng đang cong nhẹ. Cảm nhận toàn bộ gương mặt của mình đang được thư giãn từ từ, an tĩnh từ từ. Mình đang ngồi thiền, mình đang ngồi yên, an trú, đang đưa tâm trở về với thân. Đang cho tâm nương tựa ở trên thân, không để nó phiêu lưu, lang bạt, dựa dẫm, ở trọ nữa. Tâm đang trở về kết nối với thân, cảm nhận rõ đôi mắt đang khép nhẹ và thư giãn, đôi môi đang mỉm cười. Thở vào, biết thở vào qua sự phồng lên của bụng. Thở ra, biết thở ra qua sự xẹp xuống của bụng. Tôi đang ngồi chơi với hơi thở của tôi. Không có gì phải căng thẳng, không có gì phải đạt được cả. Chỉ đơn giản là một sự trở về, có mặt, kết nối sâu sắc với chính mình để phát huy hết năng lực tiềm ẩn trong chính mình thôi. Ít nhất là trạng thái của sự thư giãn, thảnh thơi. Thảnh thơi tức là tự do, không có bất cứ áp lực nào cả. Hoàn toàn tận hưởng được giây phút này. Vẫn có thể chú ý hơi thở vào ra bằng đường mũi. Hơi thở sẽ chạm nhẹ tại một điểm nào đó ở phần trong lỗ mũi. Chúng ta hãy tìm cái điểm đó và ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra. Chỉ cần biết vậy thôi, biết chung chung cũng được, không cần biết rõ nó như thế nào cũng được. Có lúc mình cần biết rõ, có lúc chỉ cần biết tổng quát là được. Nhớ là không cần phải rượt đuổi theo hơi thở, từ mũi chạy xuống bụng rồi từ bụng đi lên mũi, tại vì chúng ta sẽ không bao giờ đuổi kịp nó. Nó có tốc độ của riêng nó và cũng chẳng cần đuổi theo nó để làm gì. Công việc chúng ta không phải là kiểm soát hơi thở, mà là phát triển sự nhận biết liên tục, sự tỉnh thức liên tục. Mỉm cười kết hợp với nụ cười để giúp cho các cơ bắp trên gương mặt và cả toàn cơ thể được thư giãn ra. Mỉm cười với hơi thở vào, với hơi thở ra. Ý thức là mình vẫn còn sống, còn rất khỏe, còn ngồi thiền được nè.
con đưa tâm trở về được. Vẫn thả lỏng toàn thân, đôi bờ vai, hai cánh tay. Lòng bàn tay này có thể đặt lên trên lòng bàn tay kia, hoặc là mình để lên trên hai đầu gối cũng được. Đặt nhẹ lên hai đầu gối, ngửa lên hay là úp xuống đều được hết. Hôm nay chúng ta thực tập bài thiền tọa mở rộng, cho nên về phần tư thế ngồi thiền không có quá bắt buộc nghiêm trang hay là hình thức đầy đủ để phát triển định tâm như là những bài thiền tọa trước. Cảm nhận lòng bàn chân của mình đang tiếp xúc với sàn nhà nè. Nếu mình dựa lưng trên ghế, mình ngả người vào lưng ghế thì cái tay mình có thể đặt nhẹ trên hai bắp chân cũng được. Còn nếu mình không muốn tựa vào lưng ghế thì mình cứ ngồi thẳng lưng. Nhưng phải thả lỏng, thư giãn. Đây là hơi thở vào nè. Đây là hơi thở ra nè. Nhớ là thở tự nhiên, không có điều khiển. Để tự nó vào và tự nó ra, và chúng ta không có can thiệp. Đúng nghĩa là ngồi chơi, ngồi để yên cho mọi thứ nó diễn ra mà không có nhảy vào can thiệp. Không có lao động vì vất vả cả. Chỉ cần một chút sự tinh tấn, một chút sự chú tâm. Nhưng đây vẫn là một công phu luyện tập. Bây giờ hãy lắng nghe những âm thanh xung quanh. Ta đang nghe âm thanh nào đi ngang qua tai của mình đó? Hãy mỉm cười ghi nhận từng âm thanh nào mà mình ghi nhận được. Thí dụ như là tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng côn trùng rã rít, tiếng những người nói chuyện ngoài đường, tiếng còi xe, hay là không có tiếng gì cả. Gọi là tiếng vô thanh, im lặng của màn đêm hay là buổi sáng sớm. À, có tiếng người hướng dẫn thiền mình đang nghe rất rõ. Hãy mỉm cười ghi nhận mình đang nghe những âm thanh đó, nhưng mà đừng có chạy theo nó, đừng phân tích, đừng suy tưởng, đừng để bị cuốn vào nó. Mà có lỡ có tác động vào nó, có bị nó cuốn đi, thì hãy mỉm cười ghi nhận là à, mình mới vừa có cái trải nghiệm như vậy. Và mình dừng lại, chỉ đứng bên ngoài lắng nghe, quan sát, ghi nhận thôi. Thank you.
Bây giờ hãy từ từ mở mắt ra. Đừng nhìn thẳng tới phía trước. Mình chỉ cần nhìn chung chung, tổng quát thôi. Đừng nhìn kỹ, nhìn chi tiết vào bất cứ đối tượng nào cả. Hãy ghi nhận là tôi đang nhìn chung chung cảnh vật xung quanh tôi hay là trước mặt tôi. Và cảm giác của tôi bây giờ như thế nào? Như thế nào cũng được. Chỉ cần ghi nhận là đủ rồi. Vẫn duy trì nụ cười hàm tiếu và thư giãn. Hãy cảm nhận cơ mặt của mình, đôi môi của mình, đôi mắt của mình, đôi bờ vai và hai cánh tay của mình. Thả lỏng, thư giãn và ý thức là mình vẫn đang nhìn tới phía trước. Ý thức là tôi đang nhìn. Tôi biết tôi đang nhìn cái gì. Một cái nhìn có ý thức hoàn toàn. Không suy nghĩ, không liên tưởng. Không để cho các vọng tưởng hay là cảm xúc xâm chiếm. Một cái nhìn thật sự là trong trẻo. Nếu thấy tâm mình bắt đầu chạy tán loạn rồi, hay là có chút suy nghĩ nó đang xen vào, thì mình hãy ghi nhận là tâm mình nó đang như vậy. Và nếu cần cần để thoát ra khỏi nó thì lùi lại quan sát nó. À, tôi đang có suy nghĩ đó. Tâm tôi đã chạy như vậy đó. Nó chạy về quá khứ, nó chạy về tương lai. Hoặc là nếu cảm thấy khó để làm như vậy thì trở về với hơi thở, được gọi là đối tượng thân quen. Cảm nhận hơi thở vào, tiếp tục. Cảm nhận hơi thở ra. Mặc dù là mắt vẫn mở, mình đã từng quen là khi chú ý vào hơi thở thì mắt nhắm lại rồi. Nhưng hôm nay mình thực tập chú ý vào hơi thở mà mắt vẫn mở ra. Và lúc bây giờ các đối tượng trước mặt mình có thể xóa mờ đi. Tức là mình nhìn chung chung và mình giảm độ ánh sáng của mắt lại, tức là tự xóa nhòe đi đấy. Thấy một cách tổng quát thôi, không có nhìn rõ chi tiết đường nét của bất cứ đối tượng nào cả. Thở vào, thở ra, cảm nhận rõ hơi thở và vẫn đang thả lỏng. Mắt vẫn đang nhìn tới phía trước. Môi vẫn đang nở nụ cười. Và tâm mình đang ghi nhận hết mọi thứ đang diễn ra. Trong một lúc tâm có thể ghi nhận được hơi thở vào ra nè. Cảm nhận được sự thư giãn nè. Cảm nhận đôi môi đang mỉm cười nè. Cảm nhận chung chung cảnh vật xung quanh là trời vẫn còn tối đen, hay là ánh nắng đã lên, hay là một mảng xanh trước mặt mình. Ghi nhận chung chung thôi. Khi mà chánh niệm nó đủ mạnh rồi thì
Nó thấy rất là rộng và nó thấy rất là rõ. Thấy được nhiều đối tượng cùng một lúc. Bây giờ chúng ta hãy nâng tách trà hay là tách cà phê của mình lên đi. Hãy đưa tay tới một cách nhẹ nhàng nè, từ tốn, và cảm nhận toàn bộ tiến trình mình đưa tới. Đưa tay tới rồi nâng tách trà hay tách cà phê lên, rồi kéo về phía mình, rồi đưa lên uống. Và khi uống thì chúng ta cũng chú ý vào ba tiến trình: bắt đầu uống, đang uống và uống xong. Từ tốn, nhẹ nhàng và thưởng thức. Bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa. Từ từ đưa lên miệng. Rồi từ từ uống, bắt đầu uống, đang uống và cảm nhận. Rồi uống xong, rồi từ từ đặt cái tách xuống, đặt xuống bàn hoặc là mình cứ để trên lòng bàn tay của mình, rồi đặt nhẹ trên bắp chân cũng được. Hai tay ôm vào tách cà phê hay là tách trà để cảm nhận cái độ ấm áp của cái tách đang lan tỏa ra. Bây giờ hãy uống thêm một ngụm nữa, cũng từ tốn khoan thai, cũng ghi nhận, đưa cánh tay tới, đang đưa tới và đưa tới xong. Cầm lấy tách trà hay là tách cà phê đang cầm và cầm xong, rồi lấy tách trà hay tách cà phê về đang lấy và lấy xong. Bây giờ hãy uống. Bắt đầu uống, đang uống. Hãy cảm nhận hương nè, vị nè của tách trà hay là tách cà phê đó. Nó như thế nào thì mình ghi nhận như thế ấy. Và đã uống xong, cảm giác mình được uống một tách trà, tách cà phê trong tỉnh thức như thế nào? Hãy ghi nhận. Tại vì hàng ngày mình uống rất nhanh, rất vội, không có cảm nhận gì hết. Hoặc là chỉ một thoáng cảm nhận rồi mình lại suy nghĩ chuyện khác. Và đó chính là lúc chúng ta đánh mất sự kết nối với thực tại, với sự sống. Hôm nay mình uống trà hay uống cà phê với một thái độ khác. Hình thức cũng khác, nội dung cũng khác. Ngồi yên để uống và uống có sự thưởng thức trọn vẹn. Bây giờ hãy đặt tách trà hay là tách cà phê xuống đi. Và chúng ta lại tiếp tục ngồi yên, ngay ngắn lại, ngồi thẳng lưng và có thư giãn. Hãy quay về với đề mục hơi thở, hoặc là đề mục là sự thả lỏng của bất cứ bộ phận nào đó trên cơ thể, hay là thả lỏng toàn thân, hoặc chỉ là nụ cười cũng được, hoặc là tiếng động xung quanh. Mục đích là để chúng ta đừng có đắm chìm vào hương vị của cà phê hay là của trà, tách ra khỏi đối tượng đó. Mình muốn giữ tâm trên đề mục nào thì nó ở trên đề mục đó. Đề mục tức là đối tượng của thiền tập, của sự chú tâm hay là của sự quan sát.
Bây giờ chúng ta lại rời đề mục hơi thở hay các đề mục thân quen trên cơ thể. Tức là chúng ta cũng không để mình bị mắc kẹt vào các đề mục đó. Phải có nó thì mình mới có thể thiền được. Chúng ta lại mở mắt ra, nhìn vào cảnh vật xung quanh. Bây giờ chúng ta hãy chọn cho mình một đề mục nào đó nó ngay trước mặt chúng ta. Là gì cũng được, miễn nó đang nằm yên hay là lay động nhẹ thôi, như là một chiếc lá hay là nụ hoa, hoặc là có thể chọn hòn sỏi hay là ngọn cây cũng được. Nói chung là đối tượng không nên là động vật nó dịch chuyển tới lui. Nếu có dịch chuyển thì cũng dịch chuyển ít thôi. Nên là thực vật, cây cối, những mảng màu êm dịu, tươi mát là được. Vẫn đang thả lỏng, vẫn giữ nụ cười hàm tiếu, ghi nhận là mình đang ngắm nhìn đối tượng nào đó. Hãy ghi nhận xem đối tượng đó đang diễn ra như thế nào. Thí dụ khi mình ngắm một đóa hoa thì đó là hoa gì, màu gì, bao lớn, nhiều ít, cách chúng ta bao xa, đang đứng yên hay là đang đung đưa trước gió, có ong bướm gì ở đó không, mà nó như thế nào cũng được cả. Công việc của chúng ta chỉ là ghi nhận, nhận biết, ghi nhận. Thật ra chúng ta cũng có thể chọn đối tượng là đàn ong hay là đàn bướm, kể cả đàn chim bay ngang qua cũng được. Nhưng mà đừng có chú ý liên tục vào các đối tượng mang tính chất dao động nhiều đó, tâm chúng ta cũng sẽ dễ bị động theo, dễ đi tới sự liên tưởng. Và nếu có chú ý vào những đối tượng có tính chất dịch chuyển nhẹ nhàng mà tâm mình nó vẫn còn bị động thì mình cũng nên đưa tâm mình trở về với các đề mục, các đối tượng cố định như là ngọn cây hay là chiếc lá. Hoặc thậm chí là mình trở về với hơi thở mình vài hơi cho tâm nó định tĩnh lại rồi mình sẽ nhìn cảnh tiếp. Ta đang làm gì đó, hoặc là ta đang tiếp xúc với đối tượng nào đó. Đó là hai câu thần chú đầu tiên của dòng thiền hiểu biết, tức là dòng thiền phát triển từ dòng thiền Vipassana của Phật giáo Nguyên Thủy. Câu thần chú thứ hai, đó là đối tượng hay là công việc đó đang diễn ra như thế nào. Và chúng ta chỉ cần biết và ghi nhận là đủ rồi. Còn nó có như thế nào thì cứ kệ nó. Ta đang ngồi yên, đang ngồi chơi với chính mình, với cảnh vật xung quanh. Và ta đang ngắm nhìn cái gì, hoặc ta đang nghe được cái gì. Nghe thì âm thanh đó như thế nào, còn nhìn thì cảnh vật đó như thế nào.
Nhìn là thấy, nhìn là biết, và nghe cũng vậy. Còn hàng ngày trong đời sống có nhiều khi mình nhìn mà mình không thấy, bị mình bận suy nghĩ, bị những cơn vọng tưởng hay là những cơn cảm xúc nó che lấp. Bây giờ mình để cho những cái mây mờ đó tan biến đi bằng cách là chú ý kỹ vào thực tại, kết nối kỹ vào thực tại. Ngồi thật là yên và dồn hết năng lượng vào đối tượng mà mình đang chú ý, để cho đối tượng nó hiện rõ lên. Khi tâm mình đã hiện rõ ra rồi thì đối tượng nó sẽ hiện rõ lên và mình kết nối được với nó. Và khi mình kết nối được với nó có nghĩa là mình thấy được giá trị của nó, và thậm chí nó còn truyền tải năng lượng về phía mình. Khi mình đang kết nối với một đối tượng là lành tính thì mình sẽ nhận được năng lượng lành từ đối tượng đó. Ở bên thiền Vipassana thì thiền sinh luôn ghi nhớ hai từ khóa quan trọng, đó là quan sát và ghi nhận, observe and accept. Khác với những cái truyền thống khác là phải tưởng tượng rồi cái này cái kia, hay là tìm kiếm một cái cảm giác hay là trạng thái như thế nào đó, hoặc là khi nào nó diễn ra như vậy thì mình lại cố gắng uống nó theo một cái kiểu khác. Thì dòng thiền Vipassana hay là thiền hiểu biết đều thực tập theo cái lối là nó như thế nào thì mình cứ ghi nhận nó như vậy, hoặc là hãy để nó như chính nó đang là. Tức là không chen vào, không can thiệp, không tác động. Để tự nhiên, đó là một sự thực tập cực kỳ quan trọng để mình có thể hiểu được đối tượng và giúp cho đối tượng đó chuyển hóa. Thành ra mới nói là mình đang ngồi chơi thôi, đang duy trì sự chú ý, chú tâm, sự quan sát thôi. Chú ý và quan sát, vậy thôi. Chứ không có cố tình thay đổi tình trạng, dù đó là phiền não. Chỉ cần chú ý và quan sát phiền não thì nó đã không làm được gì mình rồi. Không cần phải đàn áp hay là loại trừ nó. Bây giờ chúng ta hãy rời đề mục là thiên nhiên. Hãy quay về với tách trà, tách cà phê của mình. Và hãy thực hành theo cách đã hướng dẫn trước. Vẫn chậm rãi, từ tốn. Cảm nhận rõ từng động thái, cử chỉ của mình trong từng giai đoạn. Đặc biệt là hãy quan sát tâm của chúng ta phản ứng như thế nào, hay là đang xảy ra như thế nào khi mình uống tách trà, tách cà phê đó. Chỉ ghi nhận thôi. Còn nó phản ứng như thế nào hay là nó xảy ra như thế nào thì cũng không sao, không quan trọng. Bây giờ chúng ta hãy để tách trà hay tách cà phê xuống. Hãy tiếp tục ngắm cảnh vật xung quanh. Bây giờ mình hãy chọn một đối tượng khác, khác với đối tượng hồi nãy. Đừng để tâm mình mắc kẹt vào một đối tượng nào mình ưa thích cả. Mỗi đối tượng đều là cơ hội để chúng ta kết nối sâu sắc, để chúng ta thiền tập. Điều quan trọng đó là chúng ta luôn ý thức mình đang là kẻ quan sát, mà đừng có đồng nhất mình với đối tượng hay là bị cuốn vào đối tượng. Nhất là những đối tượng mang tính dễ thương, hấp dẫn. Ta đang quan sát cái gì đây? Đối tượng ấy như thế nào? Và thái độ của chúng ta đối với tượng ấy như thế nào?
Đó là câu thần chú thứ ba của dòng thiền hiểu biết. Thái độ của ta đối với đối tượng mà ta đang tiếp xúc hay là đang quan sát như thế nào? Tức là có yêu thích không? Có ghét bỏ không? Đây là hai thái độ chính, hai cái phiền não cơ bản lớn nhất của con người. Ngoài ra nó còn một số cái thái độ phụ, như là khi mình tiếp xúc hay là quan sát một đối tượng, nó có sự hấp tấp, sự căng thẳng, sự hồi hộp, sự khó chịu, hay là hân hoan, vui vẻ, phấn khích. Mình ghi nhận hết. Mình đang thiền không có nghĩa là lúc nào mình cũng chỉ chú tâm thôi, không cần biết cái gì nó xảy ra, kể cả trong chính mình. Thiền đó là phải là một sự tỉnh thức, một sự nhận biết tinh tường. Thành ra định tâm nó chỉ là phần phụ của thiền tập Vipassana thôi. Vipassana có nghĩa là nhìn vào đối tượng bằng một lối nhìn đặc biệt, tức là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là quan sát với một thái độ đúng đắn. Thái độ đúng đắn có nghĩa là không can thiệp, không có nhồi nặng, không tưởng tượng, không đàn áp, không dán nhãn hiệu, không bỏ thêm thái độ vào. Hãy cứ kệ nó, cứ để nó là chính nó. Chúng ta chỉ phát triển tâm tỉnh thức, quan sát được cái gì từ cạn cho tới sâu thì cứ ghi nhận như vậy. Đây chính là con đường đi tới trí tuệ. Quan sát với tâm trong trẻo, không có thành kiến, không có định kiến, không có dùng những kiến thức kinh nghiệm đã tích lũy, đã biết trước, tiếp cận một đối tượng bằng cái tâm trong sáng nhất trong giờ phút này và ở đây. Bây giờ mời quý vị hãy ngả người vào lưng ghế, hoặc nếu không có ngồi trên ghế thì vẫn ngồi thẳng lưng và thả lỏng. Vẫn giữ sự thư giãn toàn thân, sự an trú. Và chúng ta hãy nghe một bản nhạc có tính chất nuôi dưỡng tâm hồn. Và chúng ta không quên quan sát tâm phản ứng của mình, hay là những dòng suy nghĩ của mình nó diễn ra khi mà mình nghe bản nhạc đó. Và kệ, nó cứ là nó và mình vẫn cứ là mình. Mình chỉ ghi nhận thôi. Có suy nghĩ cũng không sao, có tưởng tượng cũng không sao. Chỉ có điều là mình đừng có để nó tự tung tự tác, nó làm sao nó làm. Mình chỉ cần nhận biết là mình đang có suy nghĩ, có liên tưởng khi đang nghe một bản nhạc. Mình có tác ý, mình có suy diễn lung tung. Và nếu thấy tâm mình nó chạy loạn xạ thì mình hãy trở về với hơi thở để một thân quen. Hay đơn giản là nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân. Mà thật ra trong khi nghe nhạc mà có tưởng tượng vài phút thì cũng có sao đâu. Mình chỉ cần nhận biết là được rồi. Tại vì những cái lời của bài nhạc hay là những giai điệu của bài nhạc nó rất là nhẹ nhàng, rất là êm dịu. Và khi kết thúc bài hát cũng là kết thúc bài thực tập. Bài thực tập ngồi yên trong thảnh thơi. Và quý vị nhớ là trong những lần sau, khi mà chúng ta đã nắm được nội dung của bài thực tập này rồi đó, thì chúng ta không cần mở bài này lên nữa. Một mình thực tập trong yên lặng thì kết quả chắc chắn nó sẽ sâu sắc hơn. Bây giờ mời quý vị lắng nghe trong sự tỉnh thức, thư giãn và bình yên. Thank you.
Hôm nay chúng ta sẽ học một cái thứ khó nhằn nữa. Cái này là rất là khó luôn. Nhưng mà nó là một cái chất liệu không thể thiếu của một người đi tới sự giải thoát, hay là một vị thực hiện chí nguyện giúp đời, giúp người Bồ Tát hạnh. Đó là nhẫn nhục. Nhẫn nhục khác với nhẫn nhục ba la mật. Cái từ nhẫn nhục thông thường á, nó là một cái sự cắn răng chịu đựng, rất là đau đớn, rất là vật vả, rất là đau khổ. Trong khi nhẫn nhục ba la mật không phải là như vậy. Trước hết chúng ta tìm hiểu từ nhẫn nhục. Nhẫn và nhục. Chúng ta thấy trong chữ Hán Việt là bộ đao nó là một con dao cắm xuống trái tim, nó rất là đau. Thì chữ nhẫn tiếng Việt mình tương đương là chịu đựng. Mà chịu đựng á, nó có thể hiểu là chịu là sự chấp nhận á, cộng với sự chứa đựng. Cái từ chịu á, tức là đồng ý á, chấp nhận hay là chấp thuận, nó cũng có nghĩa là không chống lại, không loại trừ, không tránh né. Cho nên sự nhẫn nhục tuyệt đối đó, nó trước tiên, sự nhẫn nhục tuyệt đối, tôi xin viết tắt là viết tắt như vậy ha, trước tiên phải là sự không phản ứng đáp trả, không phản ứng, không đáp trả. Bây giờ mình có tu Bồ Tát hạnh hay là không, thì mình là người tu trước tiên là không phản ứng, không đáp trả. Trong phẩm Sông Yếu của Kinh Pháp Cú có là: nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận này, hận thù không hề nguôi. Nhưng mà vì là Sông Yếu cho nên là có một cái bài kệ đối lại, đó là: nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận này, hận thù sẽ tự nguôi. Để chúng nhớ cái câu dịch là hận thù sẽ tự nguôi. Cái này nó rất quan trọng nha. Cơ bản một người tu luyện đó, đó là phải có một cái sức chịu đựng hơn người bình thường. Sức chịu đựng. Câu hỏi đặt ra là mình có sức chịu đựng như thế nào? Cỡ nào? Khi mà nghiên cứu về tâm lý đó, thì tôi thấy rằng những người mà lớn lên trong cái tuổi ấu thơ cơ cực, trong hoàn cảnh khó khăn và gia đình thường xảy ra nhiều biến động, biến cố, và gia đình đông anh em phải chịu đựng nhường nhịn lẫn nhau, và đã có những cái trận giông bão đi ngang qua mà vẫn có thể sống sót được cho tới bây giờ đó, thì người đó sức chịu đựng rất là kiên cường, rất là tốt. Và ngược lại, những người sống, những người lớn lên trong điều kiện thuận lợi, được yêu thương hết mực, được chăm bẩm quá mức,
là con cầu, con khẩn, là con út, là con cưng, cục vàng, cục bạc gì đó, thì sức chịu đựng rất là yếu. Mình cứ tưởng tượng như là những cái loài cây mà sống ở trên những cái ngọn núi, ở trên những cái mỏm đá lớn mà có thể sống sót được, thì rễ nó rất là chắc, tại vì nó bám chặt vào đá, bám chặt vào những cái điều kiện khắc nghiệt mà tồn tại, thì giông bão có đi tới thì nó vẫn có thể đứng yên và có thể đón nhận được mà không sao cả. Nhưng mà những loài cây mà xanh mơn mởn mà lại được trồng trên những cái vùng đất tơi xốp mềm mại đó, nhìn như vậy thôi chứ còn rất là yếu ớt, chỉ cần một trận gió lớn đi ngang qua là có thể ngã đổ. Vậy thì nếu như mình đã từng sống trong những điều kiện thuận lợi quá nhiều đó, thì sức chịu đựng của mình sẽ kém cỏi. Đây là một cái bản năng sinh tồn rất là tự nhiên. Còn nếu mà mình sống trong những điều kiện khó khăn, khắc nghiệt, có thể thầy mình hơi khó anh tí, huynh đệ hơi khó anh tí, nhưng mà vô tình á, rèn luyện cho mình sức chịu đựng. Và với cái sức chịu đựng này đó, mình mới có thể đi vào trong cuộc đời một cách vững vàng được. Nó là một cái thứ hành trang cực kỳ quan trọng. Để có thể trắc nghiệm sức chịu đựng của mình á, thì khi có một khó khăn xảy ra, một khó khăn hay là một điều bất như ý xảy ra, thì mình sẽ phản ứng như thế nào, thì biết sức chịu đựng của mình. Ở đây đó, mình cần biết cái sức chịu đựng đang có sẵn của mình trước đã, rồi sau đó mình mới bắt đầu tu tập tiếp để làm sao cái sức chịu đựng mình nó lớn hơn nữa. Nếu như một khó khăn xảy ra, một điều bất như ý xảy ra mà mình phản ứng rầm rầm, mình nhảy dựng lồng lộn, cho dù mình là ai, cho dù mình tu bao nhiêu hạ, cho dù mình là một ni sư hay là một thượng tọa lớn, mà mình phản ứng dữ dội hay là phản ứng nhanh nhẹn, dễ dàng phản ứng, điều đó cho thấy sức chịu đựng của mình không tốt, không đủ lớn, thì rất là khó để có thể đón nhận được những lằn tên mũi đạn lớn trong cuộc đời. Có một vị thiền sư nói rằng là cuộc đời này đó, chúng ta không bao giờ có thể dọn dẹp hết được mọi chông gai. Tại vì chúng ta dọn chỗ này thì nó sẽ mọc chỗ khác. Chúng ta không bao giờ dọn dẹp hết được. Dọn được thì cứ dọn đi. Giải quyết được thì cứ giải quyết đi, nhưng mà sẽ không bao giờ giải quyết hết được. Giải pháp tốt nhất là chúng ta phải sắm cho mình một đôi giày thật là tốt để đi trên mọi chông gai. Mà đôi giày đó chính là sự nhẫn nhục, sức chịu đựng. Nói một cách khác là cuộc đời là một cái chuỗi tập hợp của những điều như ý và bất như ý. Chúng ta không thể ngồi đó cầu cạnh chờ đợi những điều bất như ý cứ liên tục xảy ra. Cho nên cầu nguyện những cái thuận duyên xảy ra là một sai lầm. Tại vì nó sẽ không như thế được. Như vậy thì sao gọi là cuộc đời được? Cuộc đời là phải có những cái như ý và bất như ý. Cho nên một người tu hành là không nên cầu nguyện những thuận duyên. Tại vì như vậy là nó chống với cái nguyên tắc vận hành tự nhiên của đất trời rồi. Mình phải thuận theo tự nhiên. Và người tu hành là luyện tập cho mình một cái sức chịu đựng kiên cường để đón nhận những điều bất như ý xảy ra trong cuộc đời. Và chúng ta nhớ rằng những khó khăn, những điều bất như ý á, tạm gọi là những nghịch cảnh á, mà nó cộng với cái thái độ của chúng ta, thái độ đón nhận của chúng ta, thì nó mới quyết định nên khổ đau hay là không khổ đau. Các thầy các sư cô cố gắng nhớ cái công thức này ha. Theo đó mình sẽ triển khai như vậy. Những nghịch cảnh
mà cộng với thái độ, xin viết tắt ha, thái độ chịu đựng hay là thái độ nhẫn nhục thì sẽ bằng không khổ đau. Tiếp theo đó, nghịch cảnh mà cộng với thái độ không nhẫn nhục, không nhẫn nhục có nghĩa là đáp trả, là loại trừ, là chống đối, thì sẽ trở thành khổ đau. Cho nên nó ăn thua là cái thái độ. Ăn hay là thua nè, là thái độ. Chúng ta chọn lựa. Chúng ta là kẻ quyết định. Chúng ta khổ đau hay không. Còn nghịch cảnh á, nó cũng có gây ảnh hưởng, nó có tác động, nhưng mà đóng vai trò phụ thôi. Tại vì chúng ta nhớ là có những lúc chúng ta phản ứng rất tốt, xử lý tình huống rất tốt, chúng ta đã đón nhận những nghịch cảnh đó một cách rất dễ dàng, lướt qua một cách dễ dàng. Là tại làm sao? Tại vì lúc đó đó tinh thần chúng ta rất mạnh mẽ, nội lực vững vàng, tâm lý ổn định, có hỷ lạc, có hạnh phúc. Cho nên là những khó khăn kia chẳng là gì cả. Nhưng mà có những lúc, những điều bất như ý rất là nhỏ nhặt vẫn có thể làm chúng ta rúng rính, xao động và chao đảo như thường. Tại vì sao? Tại vì lúc đó tâm lý chúng ta yếu, năng lượng cạn kiệt, thiếu quay vào bên trong tu tập, thiếu nội lực, thiếu sức chịu đựng. Thành ra đó, cái sức chịu đựng của chúng ta đó, nó sẽ tùy thuộc vào sức chịu đựng. Nó tùy thuộc vào, một là yếu tố di truyền. Dòng họ tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta rất giỏi về sự chịu đựng, cho nên chúng ta được trao truyền cái hạt giống này. Cái thứ hai là quá trình lớn lên. Quá trình hay là môi trường ha, mà hình thành sức chịu đựng. Ở đó mình sống trong những điều kiện thuận nhiều hay là nghịch nhiều. Ở đó mình phải nhường nhịn, hy sinh cho các anh chị em nhiều hay là mình chỉ hưởng thụ thôi. Ở đó mình được cưng chiều, chăm bẩm quá mức hay là mình được rèn luyện, sống theo kỷ cương, nề nếp, bài bản, mà nó quyết định nên cái sức chịu đựng. Và yếu tố thứ ba, đó là yếu tố của sự đào luyện. Đào luyện một chập rồi thì sức chịu đựng sẽ tăng trưởng. Có đào luyện hay không? Đào luyện là như thế nào? Nó tùy thuộc vào tình trạng tâm lý, trong đó bao gồm nội lực, năng lượng, tại vì nếu mà mình đặt mình vào cái môi trường đào luyện, tôi muốn thoát khỏi sự giới hạn của bản thân, tôi không muốn sống một đời sống làng nhàng tầm thường, nhiều đau khổ nữa, tôi muốn bước vào vị trí của bậc thánh, cho nên là tôi tự dặn lòng, luôn luôn tự nhủ lòng là phải tập đương đầu với mọi khó khăn, tập chịu đựng với tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc đời, đào luyện bản thân mình như vậy. Khi mà mình giữ được cái ý thức đó đó, thì sức chịu đựng của mình sẽ rất là lớn. Thay vì mình cố gắng tìm kiếm những điều kiện thuận lợi nhất để tồn tại, như vậy là không đào luyện. Tại vì nói tới đào luyện là phải nói tới khổ luyện, mà hãy nói tới khổ luyện là phải nói tới sự đau đớn. Vậy thì nhục nó có nghĩa là một sự thiệt thòi, một sự thua thiệt. Trong đó phải kể nó là một cái sự đau đớn. Có khi phải đau đớn. Dù chúng ta có tu luyện giỏi chừng nào mà có những nghịch cảnh nó lớn quá,
những cái mất mát nó lớn quá thì mình vẫn phải đau đớn, nhưng mà không nhất thiết là phải khổ đau. Đau đớn khác với khổ đau. Vậy thì một người tu hành nhẫn nhục á, là một người học cách để chịu đựng, để đón nhận hết. Hết hay là càng nhiều càng tốt tất cả những nghịch cảnh xảy ra, và chấp nhận đón nhận phần thua thiệt, phần thiệt thòi. Nói tới nhẫn nhục đó là một cái sự mất mát, cũng giống như là bố thí. Ngày hôm qua chúng ta nói về bố thí. Bố thí là phải cho đi, là phải lấy những cái phần tinh hoa giá trị của mình để cho đi. Còn nhận lại hay không thì nó cứ theo nguyên tắc nhân quả thôi, chứ mình không có chủ trương. Hễ cho thì nó có nghĩa là nhận, nhưng mà đó không phải là một cái ý đồ, nó đến từ một sự tự nhiên. Thì nhẫn nhục cũng vậy. Nhẫn nhục là chúng ta có tinh thần muốn được đón nhận, và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải đón nhận, thì chúng ta mới có thể đứng vững được trong cuộc đời. Nói một cách khác, càng cố gắng loại trừ, càng cố gắng tránh né, càng đáp trả, càng phản ứng thì càng đau khổ. Và trong tuệ giác của Đức Phật thì thấy rằng cách đáp trả, cách phản ứng không bao giờ là hiệu quả cả, mà thậm chí là làm cho hận thù chồng chất thêm hận thù. Vậy thì cái chất liệu cơ bản đầu tiên của sự nhẫn nhục đó, đó là chúng ta phải có ý thức là chúng ta phải chịu đựng. Chịu đựng càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên, một lát nữa chúng ta sẽ nói có những trường hợp chúng ta cần phải xét lại có nên chịu đựng hay không, và nên chịu đựng theo cách như thế nào. Nhưng mà cơ bản, một người muốn đứng vững trong cuộc đời này thì phải giàu có, phải phong phú, phải có cái sức chịu đựng rất là lớn. Huống gì một hành giả tu hành thì sức chịu đựng phải lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Tại vì một người tu hành là phải xuyên qua nhiều bức tường phiền não rất là khủng khiếp. Và muốn trở thành một bậc thánh thì không bao giờ có con đường gấm hoa cả. Chỉ có chông gai, chỉ có đau đớn, chỉ có rơi nước mắt thôi. Thành ra hồi đó Đức Phật 5 lần 7 lượt không có muốn các sư cô đi xuất gia, các vị nữ đi xuất gia. Tại vì Đức Phật sợ người nữ chịu không nổi, đau đớn lắm. Mặc dù cái sự giác ngộ là có thể ngang bằng với nam giới, nhưng mà sức chịu đựng đủ không? Sẵn sàng cho chuyện này chưa? Chứ còn chút cái khóc, chút cái đòi bị nghỉ tu, sao mà đi tới sự giải thoát hay là trí tuệ lớn được? Hồi nãy trong bài thi kệ thứ hai của phẩm Song Yếu á, có cái câu là không ôm hiềm hận này, hận thù sẽ tự nguôi. Chúng ta nói tiếp câu này ha. Hận thù sẽ tự nguôi. Chúng ta phải sống nhiều năm trong cuộc đời, có trải nghiệm, có quan sát, chúng ta sẽ nhận ra được một điều rằng là mọi nghịch cảnh, mọi khó khăn đều là vô thường. Bản chất nó là vô thường. Cho nên vì nó là vô thường, cho nên nó không có thật. Vì nó vô thường cho nên nó có đến, rồi nó sẽ đi. Cái công việc của một hành giả là cứ ngồi yên đó, một cách vững chãi, và đừng quá chăm bẩm chú ý vào nó. Hãy quay về những cái đề mục của mình, để tạo sự hỷ lạc, hạnh phúc, bình an cho riêng mình. Rồi thì nghịch cảnh nó tự động sẽ rút lui. Có khi mất mấy năm nó mới rút. Nhưng mà không phải mình ngồi đó bỏ nhiều năm trời ra để nhìn chăm bẩm vào đó, để chờ nó rút, mà mình chuyển qua đề mục khác. Mình phải có cái khả năng điều khiển tâm ý của mình, đặt nó vào một cái kênh khác, một cái đề mục khác. Đừng quá chú ý chăm bẩm vào những điều bất như ý nữa, thì tự thân nó đó sẽ hủy diệt, sẽ tàn hoại. Thành ra khi mà mình còn trẻ, mình háo thắng, thì mình chỉ muốn giải quyết thôi. Mình đòi hỏi sự công bằng,
đòi hỏi sự bình đẳng. Trả quyền dân chủ cho tôi, thầy phải giải quyết chuyện này cho con. Tại vì con bị ức hiếp hoài, con không chịu đựng được. Thì khi mình hết sức chịu đựng rồi thì mình sẽ cầu cứu. Nhưng mà đó là giải pháp thấp nhất. Phản ứng đáp trả thì cũng được, tại vì mình hết chịu nổi rồi. Mình cần phải thở, mình cần phải sống. Nhưng mà các thầy cô phải nhớ rằng đó là giải pháp thấp nhất. Còn giải pháp hay nhất, vừa vặn nhất cho một hành giả tu hành đi về sự giải thoát hay là hướng tới chí nguyện phụng sự giúp đời giúp người đó, đó là phải chịu đựng. Còn cách làm sao để chịu đựng thì chúng ta sẽ học, sẽ luyện. Thành ra những người tu hành lâu năm mà có chất lượng, có phẩm chất là rất ít phản ứng. Trừ một số trường hợp như là giáo huấn hay là cảm hóa thì một lát nữa chúng ta sẽ nói về trường hợp đó. Nhưng mà cơ bản là họ rất dễ chấp nhận những điều bất như ý xảy ra. Nói một cách khác, người nào mà dễ dàng chấp nhận những biến cố, những nghịch cảnh, những khó khăn xảy ra là người đó có nội lực cao thâm. Mà một người có nội lực cao thâm nghĩa là một người tu tập đúng đường, có chất lượng. Chất liệu thứ hai, sự nhẫn nhục tuyệt đối, tức là nhẫn nhục ba la mật á, phải có dung lượng trái tim rộng lớn. Nhẫn nhục ba la mật thì phải có dung lượng trái tim rộng lớn. Trong kinh Tăng Chi Bộ Anuruttara Nikaya có đưa ra một hình ảnh hết sức tuyệt vời, và tôi vô cùng yêu quý hình ảnh này và xem nó là một cái sự nhắc nhở rất lớn, một thước đo phẩm chất tu tập của mình. Đó là Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là dễ nhớ. Nếu có một người nào đó họ lấy một cái nắm muối họ thảy vào trong tô nước thì tô nước đó không uống được. Nhưng mà nếu người đó họ lấy cái nắm muối họ thảy xuống dòng sông, cho dù là họ có thể thảy vài chục cho tới vài trăm nắm muối, thậm chí là vài dạ muối, thì nước của dòng sông vẫn uống được như thường. Tại sao? Tại vì cái lượng nước của dòng sông nó quá mênh mông đi, cho nên là một vài chục, một vài dạ muối chẳng có thấm thía gì cả. Một ví dụ rất là đơn giản nhưng mà rất là đánh thức chúng ta. Một nắm muối mà cộng với một tô nước á, thì sẽ trở thành đau khổ. Một lời nói không dễ thương, một hành động không dễ thương, nó đến nhằm thời điểm là trái tim chúng ta bây giờ đang cạn kiệt năng lượng, đang khô héo, đang thiếu sự tu tập. Cho nên nó chỉ là một tô nước thôi. Tại vì cái dung lượng trái tim á, nó cũng vô thường. Nó có lúc lớn, nó có lúc nhỏ. Cái đó nó tùy thuộc vào cái phẩm chất đời sống của chúng ta, tùy thuộc vào công phu tu luyện của chúng ta. Nếu mà khéo tu, tu có chất lượng thì dung lượng trái tim sẽ càng ngày càng nở ra. Nó nở tới cái mức gọi là vô lượng tâm đó kia mà. Có phải không? Vô lượng tâm là tâm không biên giới. Mà tâm không biên giới là như biển hay là hơn cả biển rồi. Biển cũng có biên giới chứ, nhưng mà tâm thì không có biên giới. Tâm là bao cả thái hư. Nhưng mà mình có phải vậy đâu. Tâm mình có chút xíu à, thành ra đụng chút là nổi giận, đụng chút là hờn ác, đụng chút là phản ứng, đụng chút là ngoảnh mặt quay lưng, đụng chút là nghỉ chơi, đụng chút là kiện cáo, đụng chút là nhảy dựng. Như vậy chứng tỏ là tâm của mình đó là một tô nước. Một nắm muối mà cộng với một tô nước thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Là mặn lắm, không sử dụng được. Nhưng mà một nắm muối hay là nhiều nắm muối mà cộng với một dòng sông á,
thì chẳng nghĩa lý gì, chẳng sao cả, tức là vẫn sử dụng được như thường. Chúng ta nhớ công thức này ha, hay quá, mà mình quên hoài, phải viết ra, viết thư pháp cho thiệt đẹp, dán cho đầu nằm, chỗ nào ra vào mỗi ngày để nhắc cho mình nhớ. Tôi nè, một hành giả tu hành nè, là một dòng sông nè, thấy đi, thấy đi, tôi đón nhận, hoan hỷ, thầy quậy tôi đi, sư cô tấn công tôi đi, tôi là một dòng sông nè, phải ngon lành vậy mới được, chứ là không được nói trọng tới tôi nha, đụng tới tôi là có chuyện à. Thì như vậy là mình tự nhận mình chỉ là một tô nước, thì làm sao mình đi tới đạo cả được, mà sắp ra hóa độ chúng sanh rồi, ra ngoài đó chẳng ai nhường nhịn mình đâu, ra ngoài đó ném toàn là gạch đá không đó, thì làm sao mà mình chịu đựng nổi. Ở trong tu viện mà cái chỗ dễ thương như vậy, lâu lâu cũng có vài người khó thương xuất hiện, lâu lâu sư phụ khó có chút mà còn nhảy dựng, mấy mốt ra ngoài kia làm sao chịu nổi, toàn là bệnh nhân không, toàn là trầm cảm, toàn là tâm thần, toàn là những người đau khổ, toàn là những người bị vô minh che lấp, mưu mô xảo quyệt, sao mình chịu nổi được. Cho nên tôi có cái bài thơ, bài thi kệ họa lại cái ví dụ này cho dễ nhớ. Trong cuốn Hiểu Về Trái Tim, chương chịu đựng, tôi có ghi là nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông, lỗi lầm kia bé nhỏ với cõi lòng mênh mông. Để nhắc cho mình nhớ cái công thức này, nắm muối không hề mặn, nhưng mà hai nắm có thể mặn. Mà khi nó mặn rồi mình phải biết là ôi cha, để kiểm tra lại sao nó mặn vậy, quay vào bên trong kiểm tra liền, ủa mình làm ăn sao mà mình đón nhận không nổi cái điều bất như ý này, trái tim mình đang là một tô nước ư, chứ mình không có đổ thừa, không có tại người đó khó chịu quá, tại người đó sai trước, tại người đó như thế này như thế kia. Khi mình còn đổ thừa là mình chưa có tu tập giỏi, mình chưa có làm đúng cái trách nhiệm của một hành giả, đó là quay vào bên trong và nhìn vào chính mình. Mình không thể yêu cầu người khác tốt với mình hoài mãi được. Bản chất của hoàn cảnh là vô thường, tâm ý con người sẽ còn phải dịch chuyển tới lui, và họ là những người có thể không phải là một bậc thánh. Sự tu tập của họ có lúc trồi lúc sụp, và họ có những cái khó khăn, có những cái bóng tối vô minh, và họ thường trực là nạn nhân của chính họ, mà mình đòi hỏi họ phải thế này thế kia cho mình là mình sẽ đau khổ, sẽ thất bại. Thay vào đó, luôn làm chủ lấy chính mình, luôn luôn sẵn sàng có một cái dung lượng trái tim lớn để chứa đựng mọi nghịch cảnh xảy ra. Câu hỏi là làm sao để nới rộng dung lượng trái tim. Bây giờ mình biết rồi đó, lỗi là do mình, do cái dung lượng trái tim mình nó bé xíu, nó chỉ là một tô nước hay là một thau nước thôi, cho nên là không chứa đựng nổi sư phụ. Có nhiều khi mình chịu không nói sư phụ mình chứ không phải không, mặc dầu rất là thương nhưng mà chịu không nói, và rồi sau này mình có đệ tử là mình cũng không chịu nổi đệ tử mình, tại vì mình đã luôn sống trong tình trạng không chịu đựng nổi. Và mỗi khi không chịu đựng nổi là xách gói bỏ chạy. Ở đây mình học với tinh thần nhẫn nhục ba la mật là phải đương đầu. Con đường duy nhất để thoát khổ đó là đi vô nó. Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói là the way out, con đường thoát á, is in. Câu này rất hay. Con đường thoát là con đường đi vào, nghe kỳ quá ha, thoát khỏi khổ đau đó, giữa mình với nghịch cảnh, giữa mình với người đó đó, là đi vào nội tâm. Để làm gì? Làm cho dung lượng trái tim mình nó rộng lớn,
Bây giờ nó là một tô nước làm sao hô biến? Có câu thần chú nào không? Có án mani gì không? Để mà từ một cái tô nước biến thành một dòng sông. Tại vì mình biết rằng là phải là dòng sông mới chứa đựng được chuyện này. Còn là một tô nước chắc là không chấp nhận được. Sao đây? Các thầy các sư cô có phép thần thông nào để mà từ một tô nước biến thành một dòng sông? Tôi cũng không có phép thần thông nào hết. Nhưng mà Đức Phật có. Đức Phật có rất nhiều phương pháp để giúp chúng ta luyện tập làm sao từ một tô nước trở thành một dòng sông. Nó không phải là phép thần thông, là tại vì không thể hô biến mà có liền được. Nó phải là một cái tiến trình, một quá trình luyện tập. Và thật là giản dị. Để có thể mở rộng được dung lượng trái tim thì chúng ta phải dọn dẹp phiền não của mình. Giản dị quá mà phải không? Hay là bản ngã của mình? Mà cái này có dễ đâu. Giờ dọn dẹp làm sao đây? Mình đâu có quen công việc này đâu. Mình cứ lo dọn dẹp người khác không, mà bây giờ biểu dọn dẹp phiền não mình là dọn sao? Mình học kinh quá trời quá đất, mình có rất nhiều bằng cấp Phật học, nhưng mà mình có được cái phương pháp dọn dẹp phiền não hiệu quả chưa? Đó là một câu hỏi rất là quan trọng. Và tôi có nói qua một vài lần, xin nhắc lại 4 bước để chuyển hóa phiền não. Bước đầu tiên là nhận diện phiền não. Mà muốn nhận diện phiền não thì mình phải quay vào bên trong. Vậy thì càng quay vào bên trong, quay vào bên trong một cách thường trực, quan sát tâm thường trực, thì sẽ nhanh chóng, kịp thời nhận diện ra mình đang có tâm phản ứng, đang có tâm chống đối, đang có tâm muốn loại trừ. Thứ hai là phải chấp nhận hay là cho phép phiền não sanh khởi mà không ngăn chặn, không đàn áp, không loại trừ, để tự nhiên cho phiền não bung ra và cho phép mình được đối diện với phiền não. Tại vì mình thiếu cái tính chấp nhận trong con người của mình, mà nó thiếu từ cái việc mình đối diện với chính mình. Mình đối xử với chính mình mà mình cũng không chấp nhận nữa. Thì làm sao mà mình chấp nhận được kẻ khác, những điều bất như ý xảy ra, phải không? Cho nên bây giờ mình luyện tập trở lại cái tính chấp nhận con người của mình. Mình chấp nhận hết những yếu kém, những khó khăn trong con người của mình. Và đồng thời mình cũng chấp nhận luôn tất cả những ưu điểm, những giá trị tốt đẹp, những phẩm chất cao thượng trong con người của mình. Thay vì đó, từ hồi trước giờ mình cứ tránh né, loại trừ, phê bình, lên án, tự ti, mặc cảm về những cái khuyết điểm, về những giới hạn của mình, thì bây giờ mình học cách chấp nhận. Chấp nhận có nghĩa là không chống nữa, chứ không phải là đầu hàng. Chấp nhận có nghĩa là không có phản ứng nữa, và sống chung với nó, hòa bình với nó, nhưng mà đồng hành, dõi theo, hợp tác. Bước thứ ba đó là thẩm nghiệm. Thẩm nghiệm là ngồi nhìn lại, đặt câu hỏi: tại sao mình lại nổi giận? Tại sao mình lại phản ứng gay gắt như vậy? Tại sao đối với người này mỗi lần họ mở miệng ra là mình phản ứng liền? Mình có thành kiến gì với họ không? Tại họ quá khó chịu, hay là tại vì mình đang rất là yếu đuối, mình đang cạn kiệt năng lượng? Thường là đặt những câu hỏi để suy tầm xem cái nguyên nhân gốc rễ nào đưa tới những cái phiền não này. Thật ra cái bước này đó có khi cần sử dụng, có khi không cần sử dụng, mà mình nhảy qua luôn cái bước thứ tư. Đó là tiếp tục quan sát và không đồng nhất. Rất là quan trọng cái từ không đồng nhất. Có nhiều khi mình thẩm nghiệm, có nhiều khi bỏ qua luôn bước thẩm nghiệm. Tại vì càng thẩm nghiệm thì càng rối bời, càng căng thẳng, càng bị phiền não nó giật dây.
bị con quái thú trầm cảm nó nuốt chửng, cho nên là bỏ qua bước thẩm nghiệm. Cái này nó tùy thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người để biết là trường hợp nào mình nên thẩm nghiệm, trường hợp nào mình không nên thẩm nghiệm, mà mình đi thẳng luôn qua cái bước quán chiếu. Quán chiếu không phải là thẩm nghiệm nha, mình hay hiểu lầm cái từ quán chiếu. Quán là quan sát, chiếu là soi rọi, tức là mình dùng chánh niệm để mình soi rọi vào phiền não mà không có lý luận, không có phân tích. Lý luận phân tích đó thuộc về thẩm nghiệm rồi, thuộc về tư duy, chánh tư duy. Và trong thiền tập rất hạn chế sử dụng cái sự tư duy, cái sự suy tầm, cái sự phân tích, mà khuyến khích nhìn trực tiếp, cảm nhận trực tiếp, quan sát trực tiếp vào đối tượng, vào đề mục, vào phiền não mà không có lý luận gì cả, không phân tích gì cả. Thì cái đó gọi là quán chiếu. Mà cái từ quán chiếu này rất dễ bị hiểu lầm là ngồi đó để mà suy gẫm. Bước thứ tư đó là nhìn vào cái tâm phản ứng của mình, cái tâm không chịu đựng của mình, cái tâm không muốn nhẫn nhục của mình. Thì từ từ phiền não nó sẽ yếu đi, rã rời và tan biến, nhường lại cho chúng ta một cái tâm bình an, trong trẻo. Lúc đó dung lượng trái tim tự động sẽ mở ra. Chỉ khi bị bản ngã thu nhỏ lại thì trái tim mới lớn rộng ra. Chỉ khi không còn tổn thương nữa đó, được chữa lành rồi đó, thì trái tim mới lớn rộng ra được. Thành ra cái chữ nhẫn nhục ba la mật nó không phải là một cái sự cắn răng chịu đựng. Từ một tô nước, thí dụ tô nước nó kích cỡ như thế này, mà một điều bất như ý nó giáng xuống thì không chịu đựng nổi. Sự khác biệt của nhẫn nhục và nhẫn nhục ba la mật, một sự nhẫn nhục là vẫn giữ khư khư cái dung lượng trái tim cỡ này nè, và cắn răng chịu đựng những lần tên mũi đạn đi tới. Trong khi nhẫn nhục ba la mật là mở rộng dung lượng trái tim ra càng nhiều càng tốt, để chịu đựng cũng nghịch cảnh đó, nhưng mà với một dung lượng trái tim lớn. Cho nên chất liệu quan trọng thứ ba của nhẫn nhục ba la mật là nó phải đến từ tinh thần vô ngã. Vô ngã hay là ít ngã, ngã nhỏ nhỏ cũng được, chứ ngã lớn quá là không được. Ngã lớn là trái tim nhỏ, ngã nhỏ là trái tim lớn. Nhưng mà khi mình phát hiện ra sư phụ mình hay là sư huynh đệ của mình đang phản ứng rầm rầm đó, mình đừng có ý trái tim nhỏ nghe. Nói vậy là bị ăn gậy á. Mà mình phải hiểu rằng là đôi khi mình cũng bị mất chánh niệm, đôi khi mình cũng quên nhìn vào bên trong đó. Nhưng mà đối với những người lớn họ phản ứng, mình phải chia thành hai nhóm nha. Một cái nhóm đó là cũng giống như người bình thường, là trái tim đang nhỏ. Nhóm thứ hai có thể đang trong một cái lý do khác mà một lát chúng ta sẽ xét tới. Ngày hôm qua chúng ta có nói là không có kẻ nào bố thí cả. Đó chỉ là một cái hợp thể, nó đang làm một cái chuyện rất là tự nhiên, nó có nhận thì nó có cho đi. Không có gì phải tự hào, phải đáng được tôn vinh cả. Đó là tinh thần của bố thí ba la mật, của tam luân không tịch. Thì nhẫn nhục ba la mật cũng trên tinh thần đó. Cũng không ai là kẻ nhẫn nhục. Ai là kẻ nhẫn nhục? Câu hỏi là ai là kẻ nhẫn nhục? Ai? Tôi ư? Một tỳ kheo ni thích nữ gì đó đang thực hiện hạnh nhẫn nhục, đau đớn vật vã rớt nước mắt, phải không? Một thượng tọa thích gì đó đang thực hiện hạnh nhẫn nhục cho nên nghiến răng trèo trèo, phải không? Có gì phải tôn vinh cho cái sự nhẫn nhục này không? Khi á một điều bất như ý xảy ra, một nghịch cảnh ập tới đó, mà mình thấy mình phải chịu đựng á, tức là mình phải cố gắng mới có thể chịu đựng được.
Thì điều đó chứng tỏ đó là cái dung lượng trái tim của mình á, nó chưa đủ lớn, nếu không muốn nói là nhỏ ha. Nhưng mà nếu một nghịch cảnh nó xảy đến á, mà mình đón nhận dễ dàng á, không có đau đớn vật vã gì hết á, thì chứng tỏ là dung lượng trái tim đang lớn, phải không? Phải không? Vậy thì một cái người đang có dung lượng trái tim lớn á, mà đón nhận một một điều bất như ý một cách dễ dàng á, thì họ đâu có thấy họ chịu đựng gì đâu. Cho nên những người họ có hỷ lạc, họ có hạnh phúc trong đời sống tu tập, không có nghĩa là họ đang không có những khó khăn, họ đang không có những biến cố vây quanh. Thậm chí là thiền to thì sóng lớn, những người làm việc lớn, có con đường lớn thì nghịch cảnh càng lớn theo, nhưng mà họ vẫn điềm nhiên, họ vẫn an nhiên, họ vẫn hạnh phúc được, là tại vì họ có một cái sức chịu đựng rất lớn, cho nên đón nhận những nghịch cảnh đó một cách dễ dàng. Thì bây giờ họ có được gọi là kẻ nhẫn nhục không? Đâu có gì đâu nhẫn nhục, đó là chuyện bình thường. Huống hồ gì, để có thể ôm trọn được những biến cố lớn lao trong cuộc đời, kể cả một sự mất mát, kể cả đối diện với sự già nua, bệnh tật và cái chết, mà mình có thể đón nhận nó một cách điềm nhiên được đó, thì cái công phu đó đó nó không thuộc về chính chủ thể đó hoàn toàn, mà nó phải dựa trên rất nhiều sự đóng góp của sự khai thị của Đức Phật, kinh nghiệm của nhiều bậc thánh, và kể cả rất nhiều những người đi qua cuộc đời của họ đã làm cho họ đau khổ, tổn thương, tơi bời, để rồi họ có một cái sức chịu đựng kiên cường. Nhờ tất cả những yếu tố đó mà trở thành một kẻ có sức chịu đựng rộng lớn, thì cái kẻ đó đó là một cái kẻ vô ngã. Phải trên một cái tinh thần vô ngã như vậy đó, trên một cái công phu được hình thành bởi rất nhiều yếu tố như vậy, thì kẻ đó đón nhận những lằn tên mũi đạn trong cuộc đời này một cách rất là dễ dàng. Vậy thì có những yếu tố sau đây để có thể đón nhận sự nhẫn nhục một cách dễ dàng. Một là dung lượng trái tim đang lớn. Hai là thấy mình là vô ngã. Các thầy các sư cô luyện làm sao mà mỗi lần khó khăn tới là biết đó là chuyện bình thường thôi, không có gì phải phàn nàn hết. Tôi có nhớ sư bà Thiên Phước ở Long An ấy. Tôi ngày xưa là đệ tử năm giới của sư bà, có ghi cái bài kệ khuyên người học Phật viết bằng phấn ở trên tấm bảng ở trong chùa. Tôi đi qua làm công quả, tôi thấy tôi học thuộc. Khuyên người học Phật, mình là người học Phật phải biết thức cảnh thức thời, sống trong nguồn thuận cũng vui, sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Lúc bệnh hoạn sống theo bệnh hoạn, khi thanh nhàn sống cảnh thanh nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhọc. Lúc lâm nguy cũng đừng có khóc, khi thắng thời cũng chẳng nên cười, rủi may giáng một cơ đời, không than oán không một lời trách hận. Nghĩ cuộc thế trải bao lận đận, vững lái lèo qua mấy trận cuồng phong, vững tâm vững chí vững lòng, tròn nên đạo nghiệp mới hồng thắng tâm. Mình là người học Phật phải biết thức cảnh thức thời, sống trong nguồn thuận cũng vui, sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Ngày xưa tôi nghĩ sao mà khó quá, sống trong cảnh nguồn thuận thì nó vui thì được được rồi, nhưng mà sống cảnh ngược dòng mà sao thích được. Rồi lúc bệnh hoạn sống theo bệnh hoạn, khi thanh nhàn sống cảnh thanh nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhọc. Thì tiếp theo đó nó cũng nói theo cái ý như vậy, nó nằm trong một cái ý duy nhất thôi, đó là khi mình quay vào bên trong mà có hỷ lạc rồi đó, thì ngoại cảnh không còn quan trọng nữa. Chỉ khi nào mà mình bớt chú ý vào sự thuận hay là nghịch của ngoại cảnh, mình chỉ chú ý vào cái bên trong thôi, lo xây dựng tâm an
lo xây dựng sự vững chãi trong lòng, sự tự do trong lòng, lo dọn dẹp phiền não thôi. Còn ngoại cảnh cứ để nó đến đi theo cái tiến trình tự nhiên, nhân quả duyên sinh của nó, đừng có chạy theo. Mà mình chỉ không chạy theo khi mình có cái bên trong để bám. Phải có cái nội lực, phải có niềm vui, niềm hạnh phúc ở bên trong á, thì mới không bị ngoại cảnh tác động. Còn bây giờ mà mình vẫn còn chăm bẩm, vẫn còn hy vọng, vẫn còn chờ đợi cái sự đối xử tử tế của người khác, cái sự yêu thương kính trọng của người khác, cái sự thành công, cái sự hạnh phúc đến từ bên ngoài, thì khổ đau vẫn còn rượt đuổi kịp, vẫn bắt kịp chúng ta. Vậy thì một cái người mà nhẫn nhục, mà như là không nhẫn nhục, là tại vì họ có cái bên trong. Tức là họ phải có hạnh phúc ở bên trong. Cho nên đứng nơi đâu mới cũng thấy tâm an. Trong núi nọ làm chi cho nhọc, lúc lâm nguy cũng đừng có khóc. Tại vì mình có điểm tựa tinh thần. Còn mình là cái lâm nguy đó thì mình sẽ khóc. Mình đồng nhất với ngoại cảnh. Mình là cái hoàn cảnh khó khăn đó thì mình sẽ bị điều khiển, bị dao động. Chất liệu thứ tư, sự nhẫn nhục tuyệt đối phải đứng trên nền tảng của sự chuyển hóa và cảm hóa. Ngày hôm qua có một câu hỏi, có một sư cô trong đây có hỏi là cái sự tương thích ảnh hưởng qua lại giữa năm triền cái, tức là ngũ triền cái đó, Nivarana với ngũ chi thiền Chananga là như thế nào. Thì ngũ triền cái thì gồm có tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử và nghi hối hay là hoài nghi. Còn năm chi thiền gồm có tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Thì nó có cái tương thích đó là hễ muốn đối trị với tham dục á, thì mình sẽ tìm được cái lạc, cái hạnh phúc ở bên trong, thì mình sẽ nhả cái ngoài kia ra. Và những cái còn lại một lát nữa tôi sẽ nhắc tiếp. Tại sao mình phải nhẫn nhục? Câu hỏi tại sao phải nhẫn nhục? Câu trả lời là tại Phật dạy như vậy, cho nên tôi phải nhẫn nhục. Câu trả lời chung chung là tại vì tôi biết nó tốt. Mình phải có câu trả lời rất là rõ, rất là xác đáng thì mình mới tu được. Tại vì nó là một lẽ tự nhiên. Có đón nhận những điều sung sướng, những điều như ý, những thuận duyên thì phải đón nhận những nghịch duyên thôi. Câu trả lời kế tiếp đó là vì mình muốn có sự chuyển hóa. Nhờ những điều bất như ý, những điều ngang trái trong cuộc đời, mình mới thấy phiền não mình nằm ở đâu, trình độ tu tập của mình ở đâu, sức chịu đựng của mình ở đâu. Nhẫn nhục không phải là để cho đau khổ. Mình không phản ứng như người bình thường, mà mình học cách để chấp nhận cái khó khăn đó. Để làm gì? Để cho dung lượng trái tim mình nó rộng lớn, để từ một con người phàm đó trở thành một bậc thánh, gọi là chuyển hóa. Phải có một cái sự chuyển biến lớn ở bên trong. Để có cái sự chuyển biến lớn đó, mình cần một nghịch cảnh đưa tới. Giống như là hoa mai hay là hoa đào phải cần một cái trận giá rét lạnh thấu xương đó, thì khi xuân về nó mới có thể tung cánh tỏa ngát hương được. Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Vậy thì khi mà cái rét nó lạnh thấu xương tới thì hoa mai nói thôi, tôi sợ quá, tôi né, tôi chạy vô phòng ấm, tôi trốn. Thì thôi, mai sẽ rụng nụ luôn, khỏi nở. Không có nụ luôn, chứ đừng nói chi mà có nụ mà rụng. Hoa mai phải đương đầu, phải nhẫn nhục với cái lạnh thấu xương đó. Có thể có những loài hoa khác không cần cái rét đó, vẫn có thể nở được. Nhưng riêng hoa mai hay là hoa đào thì phải cần, điều kiện của nó là như vậy. Câu hỏi đặt ra là điều kiện của các thầy, các sư cô là gì? Nên thêm những thuận duyên hay là thêm những nghịch duyên? Tại vì có những cái thuận duyên nó sẽ tạo thành tăng thượng duyên, nhưng mà có những trường hợp phải có nghịch duyên thì mới tạo ra tăng thượng duyên được. Cho nên thay vì mỗi đêm cầu nguyện là Phật ơi,
bao bọc con, chở che con, ban năng lượng bình an cho con, thì một người có hiểu biết sẽ cầu nguyện ngược lại: Phật ơi, hãy trao những nghịch duyên cho con. Mình sẵn sàng tinh thần chiến đấu như vậy đó mà còn thất bại, đừng nói chi mà mình chưa sẵn sàng. Là một chiến binh tâm linh, lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu với những biến cố xảy ra. Vậy thì lý do mình nhẫn nhục là tại vì mình muốn chuyển hóa. Một lý do thứ hai là mình muốn cảm hóa. Cảm hóa người tấn công mình, người đem tới khổ đau cho mình. Như tinh thần của bài thi kệ thứ hai của Phẩm Song Yếu, đó là không hiềm hận. Không ôm hiềm hận ấy thì hận thù sẽ tự nguôi. Còn ai ôm hiềm hận ấy đó thì hận thù không hề nguôi. Những cái bài thi kệ rất là đơn giản nhưng mà rất là sâu sắc, mà mình quên hoài. Phải đáp trả cho tới khi hai bên đau khổ rã rời rồi mới bắt đầu từ từ nhận ra. Đáp trả 5-10 năm sau rồi mới bắt đầu nhận ra. Ai cao thượng hơn ai? Ai tu giỏi hơn ai là có thể tha thứ được cho nhau không? Có dung kẻ dưới mới là lượng trên. Có thể những bậc trên trước họ nghiêm khắc với mình, họ kỷ luật mình, nhưng mà họ bao dung tha thứ hết những lầm lỡ của mình. Thì cái đó gọi là sự cảm hóa. Mình nhẫn nhục để mình cảm hóa. Chắc là các thầy, các sư cô nhớ câu chuyện của một thiền sư Nhật Bản khi mà bị một cô gái cho rằng là thiền sư đã có em bé với cô gái đó. Và cô gái đó cổ mang cái bụng bầu lên trên chùa, lên trên thiền viện để mà quậy tan nát, buộc thiền sư phải nhận đứa bé đó là con của mình, đứa bé trong bụng. Và bà mẹ cũng không vừa, bà mẹ cũng hợp sức với con gái để quậy tan nát thiền sư. Thì thiền sư đáp trả bằng một cái câu, đó là một cái từ thôi, đó là: thế à, really, thiệt hả? Thiệt hả, mở ngoặc có nghĩa là: ủa, cái bầu đó của tôi đó hả? Đó, tôi có làm cái chuyện động trời như vậy hả? Và sau khi đứa bé ra đời rồi, bà mẹ buộc cô gái phải giao đứa bé đó cho thiền sư nuôi. Và thiền sư cũng nói: ủa, thế hả? Mà không biết là bên trong có nói thêm câu nào khác hay không, nhưng mà kể lại thì có nghe nó có cái từ đó thôi. Thôi mình cứ tin vào những cái văn bản như vậy đi. Rồi một thời gian sau, cô gái cổ bình tâm lại, cổ hối hận, cổ mới thú nhận là tác giả, người cha của đứa bé đó đó chính là một anh chàng bán thịt ở trong thị trấn. Thì bà mẹ mới khăn gói lên chùa lại trời lại Phật sám hối, lại thiền sư sám hối, khóc sướt mướt để xin đứa bé về. Thì thiền sư cũng nói: thế hả? Cái câu chuyện này cái hồi mà tôi mới đi tu đó, nó đánh động mình nhiều lắm, nó truyền cảm hứng dữ lắm. Cho nên cũng bắt chước thiền sư, ai có làm phiền mình gì mình cũng thế hả, nhưng mà trong lòng thì nghiến răng trèo trèo rồi: thế hả? Là chưa có ai chỉ mình những cái phương pháp làm sao để đạt được cái trình độ đó. Thì ở đây tôi muốn nói tới cái ý là đối với thiền sư đó, cái chuyện mà người ta thương hay là ghét nó không còn quan trọng nữa. Người ta tin mình hay không tin mình nó không còn quan trọng nữa. Tại vì tìm được pháp ở bên trong rồi, tìm được hạnh phúc ở bên trong, tìm được chỗ nương tựa quy y ở bên trong, tìm được Phật trong lòng rồi, thì công nhận hay là không công nhận, tặng hoa hay là tặng vẽ rách nó không còn quan trọng nữa. Nhưng cái điều tôi có hơi thắc mắc một chút, không biết cái cách này nó thật sự là cách hay nhất chưa. Tại vì nếu như tôi đó, trường hợp của tôi thì có thể giúp cho bà cụ và cô gái đó tỉnh ngộ ra nếu có thể, để họ bớt hiểu lầm và tung những cái thông tin không đúng đắn đó để gây thương tổn tới một vị tu hành có phẩm chất và gây ảnh hưởng tới tăng đoàn. Có thể có những lúc chúng ta không nên đính chính gì cả, vì bất kể một cái lời đính chính nào đều cũng không có giá trị. Nhưng mà ở một cái thời điểm khác, khi bên kia có sự bình tâm một chút, thì chúng ta vẫn có thể có một lời giải thích nào đó để bên kia có thể hiểu trở lại. Cho dù họ có chấp nhận cái lời giải thích ấy hay không thì mình vẫn phải thử.
để người đó bớt sân si, để người đó bớt hiểu lầm, để người đó bớt đau khổ thì cần thiết lắm chứ. Cho nên một lát tôi sẽ quay lại chất liệu thứ tư này. Thứ năm đó là sự nhẫn nhục tuyệt đối đó, nó phải đứng trên chất liệu của sự hiểu biết đúng đắn. Tức là có những trường hợp nào mình nhẫn nhục trong im lặng, và có những trường hợp nào mình nhẫn nhục trong sự không im lặng. Mục đích là gì? Là để cảm hóa, khai thị đối phương, làm cho tình trạng nó giảm nhiệt đi, bớt căng thẳng, bớt rùm beng, bớt lầy lội, bớt đau khổ cho nhau. Một lát nữa tôi sẽ quay trở lại phần số 4 này. Phần số 5 là chúng ta cũng nhẫn nhục nha. Tu là phải nhẫn nhục, không có trường hợp nào khuyên nhảy dựng hết ha. Luôn luôn nhẫn nhục. Nhưng á, nhẫn nhục với cái sự im lặng. Tại sao? Tại vì giận quá hả? Ghét không thèm nói luôn. Không. Sự im lặng này phải có hiểu biết. Có những trường hợp chỉ có im lặng, vô ngôn mới làm cho tình trạng nó lắng dịu xuống. Càng nói càng đào sâu thêm sự hiểu lầm, sự ngăn cách. Vậy thì im lặng đây nó không phải là một sự nghiến răng trèo trèo. Thế à, là một sự im lặng. Tại vì nói đơn giản, à, vậy hả thế. Nó giống như là không có nói gì cả. Không thanh minh, thanh nga gì cả. Không phân bua giải thích gì hết. Có thể thiền sư chọn cách này để làm cho tình trạng nó lắng dịu xuống. Thì cái được là thiền sư được. Thiền sư làm tròn cái hạnh nhẫn nhục của mình. Nhưng mà chỉ e là bên kia đó, bà mẹ và cô gái đó không được. Tức là vẫn hiểu lầm, vẫn oán trách, vẫn đổ thừa, vẫn đau khổ. Thì cái giải pháp như vậy là phải là hay nhất chưa? Tôi chỉ nói là hay nhất chưa thôi, chứ nó đã hay rồi đó. Nhẫn nhục được là đã hay rồi. Trường hợp thứ hai là cũng là nhẫn nhục mà cộng với sự không im lặng, nhưng mà nó cũng đến từ sự hiểu biết. Mà sự hiểu biết này nó đến từ đâu á? Nó phải đến từ một sự im lặng rất dài, một sự tĩnh tâm rất dài. Phải có chánh niệm, phải có tỉnh thức lên ngôi, sự hiểu biết đó mới tin tưởng được. Tại vì nếu mình không im lặng có nghĩa là mình lên tiếng. Ở đây tôi muốn nói là sự không im lặng thôi, chứ không muốn nói sự lên tiếng. Nó giống như là sự phản ứng quá. Mình sẽ mời người đó ngồi xuống để đối thoại, giúp người đó lấy cái sự hiểu lầm người đó ra. Nó tích cực hơn là cứ để như vậy cho chết luôn đi. Muốn hiểu sai thì cứ hiểu. Phải không? Tại vì khi mà mình im lặng á, thì mình được phần của mình. Nhưng mà bên kia có chìm xuồng, bên kia có đau khổ, có gây thêm ác nghiệp thì kệ họ. Nhưng mà Bồ Tát hạnh nhẫn nhục ba la mật là phải đi thêm một cái bước cao thượng hơn nữa. Khi cần ha, cái này phải mở ngoặc là khi cần chứ không phải lúc nào cũng cần ha. Đó là phải nói ra, tôi không phải như vậy đâu. Và tôi xin chứng minh nè, tôi xin giải thích nè. Nếu như bên kia sẵn sàng lắng nghe, nhưng mà vì Bồ Tát cho nên là phải dùng ái ngữ. Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự tứ nhi pháp. Phải có ái ngữ, chứ không có gầm rú, không có đập bàn, đập ghế, không có la hét, không có chửi bới. Mình là người tu hành thì không làm những điều như vậy. Mình vẫn có thể gửi một thông tin để đính chính, nhưng phải hết sức dễ thương, hết sức trân trọng, phải có ái ngữ trong đó. Thì bên kia họ mới mở lòng ra tiếp nhận, và họ mới thấy cái sự khai thị này nè, cái sự lên tiếng này, nó đến từ một sự hiểu biết đúng đắn, từ trí tuệ, chứ không phải đến từ sự hận thù hay là sự bực tức, sự không chịu đựng nổi. Các thầy các sư cô có đồng ý không? Tức là có những trường hợp mình cần phải được nói ra. Để làm gì? Giúp bên kia đó lấy sự hiểu lầm ra, tội cho họ. Cho nên á, có những trường hợp chúng ta nhẫn nhục trong im lặng, có những trường hợp nhẫn nhục trong sự không im lặng. Và tôi vẫn thường sử dụng hai cách này luôn. Tức là
Cái câu mà nôm na dân dã nhất mà tôi hay tự nói với chính mình đó là phải nhẫn nhục một cách hợp lý, một cách xứng đáng. À, nói như vậy có nghĩa là có những trường hợp thầy không nhẫn nhục, sư không nhẫn nhục sao sư? Không, tôi vẫn lấy cái nhẫn nhục làm nền tảng. Nhưng mà ý tôi ở đây chính là cái ý này nè. Tức là có những trường hợp không có mắc gì mình phải im lặng. Tại vì bên đó chỉ cần mình nói cái là họ hiểu là họ buông ra liền à. Thì tại sao mình không nói? Đối với tôi đó, cái người đó còn có thể chịu trách nhiệm được. Người đó còn có thể tỉnh ra được. Người đó còn có thể tự hối được. Người đó còn có thể thay đổi được. Thì tôi sẽ nói cho người đó biết. Để họ thay đổi, để hai bên thở phào nhẹ nhõm. Chứ mình nhẫn nhục lúc nào mình cũng im lặng hết á. Mà phải chịu đựng rất nhiều năm tháng, tưởng làm sao bên kia họ hiểu lầm thôi. Chỉ cần mình nói ra là hai bên khỏi cần phải nhẫn nhục ai hết. Nhưng mà phải hết sức cân nhắc ha, là khi mình không im lặng, mình nói ra là phải nói ra trên tinh thần như thế nào. Nó phải đến từ cái gì? Nó đến từ sự sân hận chịu đựng không nổi, hay là nó đến từ sự hiểu biết? Một người thầy dạy học trò mà lúc nào cũng nhẫn nhục trong sự im lặng hết, làm sao dạy được? Phải lên tiếng, phải chỉ bảo, phải phân tích, phải giải thích, phải khai thị. Nhưng phải đến từ sự hiểu biết hoặc là đến từ tình thương. Và cái người học trò đó phải nhận được cái tình thương trong lời dạy bảo của thầy, chứ không phải là một cái sự triệt tiêu, cái sự đè bẹp. Thì cái sự lên tiếng đó mới thành công, mới nên. Còn nếu mà mình lên tiếng làm sao mà bên kia càng có khoảng cách, càng hiểu lầm, càng đau khổ, thì giải pháp đó là thất bại. Vậy thì đó, mình nhẫn nhục có khi là để chuyển hóa cho bản thân, nhưng mà mình nhẫn nhục có khi vì muốn cảm hóa người khác. Đó là tinh thần của bài Nhẫn Nhục Ba La Mật. Bài này rất là sâu sắc, hy vọng là sẽ có thêm nhiều cơ hội nữa để chia sẻ với các thầy, với các sư cô. Và tôi xin được trả lời một số câu hỏi ở trên đây trước. Lát có thời gian thì mời thêm những câu hỏi khác. Tiếp theo câu hỏi của sư cô hỏi về ngũ triền cái với ngũ chi thiền đó. Thì tôi xin nhắc lại ngũ triền cái tức là Nivarana. Nivarana có nghĩa là năm cái thứ nó che ám tâm trí chúng ta, làm trí tuệ không thể khai mở được. Một là những ham muốn, tham dục. Hai là những sân hận, bức bối trong lòng, nó luôn tồn tại những cái năng lượng như vậy. Ba là người mình nó cứ, ở đây xài cái từ hôn trầm nhưng mà đúng nghĩa nó là lừ đừ, lờ đờ, không có rõ ràng, không có thấy được những gì xảy ra xung quanh và phiền não của mình. Mình đang có phiền não mà mình không thấy, tức là nó thuộc về tâm si. Rồi trạo cử là cái tâm phóng dật, lúc nào cũng bay nhảy, không có yên định được, chụp bắt hết cái này tới cái khác. Và cuối cùng là hoài nghi, tức là không có tin tưởng vào pháp hành, không tin tưởng vào con đường mình đang đi, không tin tưởng vào chính bản thân của mình, không tin tưởng vào một cái người, thí dụ như tinh thần của bài này, một người nhẫn nhục thì sẽ đạt tới những cái giá trị lớn như thế nào, không tin. Cho nên là vẫn chọn con đường là đáp trả và phản ứng, tức là hoài nghi. Vậy thì khi mình hành thiền nó sẽ đạt một số cái phẩm chất sau đây, gọi là chanaga, tức là ngũ chi thiền. Thứ nhất là tầm. Tầm có nghĩa là tư duy sâu. Thì nó sẽ đối trị với cái tâm mà đang hôn trầm. Thường hôn trầm hay là tâm lờ đờ nó đến từ nhiều nguyên do. Trong đó có cái nguyên do là không có một cái đề mục nào để đeo đuổi, để tìm hiểu cả. Thả rong tâm ý chạy lang thang. Cho nên là nó sẽ đưa đến cái tình trạng gọi là trạo cử, chụp bắt liên tục. Bây giờ mình tìm cho nó một đối tượng để nó bám vào, để nó nghiên cứu, để nó tìm hiểu, thì gọi là cái tâm lý gọi là tầm, tức là luôn luôn có đề mục để gửi tâm vào trong đó. Những đề mục có mặt trong giây phút hiện tại đã đành, mà những đề mục đó nó hỗ trợ giúp cho trí tuệ mình khai mở, mà thường là những đề mục từ trên chính con người của mình, thân, thọ và tâm. Chất liệu thứ hai là chất liệu của tứ. Ở trong kinh Nguyên Thủy, ví dụ tầm giống như là một con ong, nó lao tới cái mục tiêu, nó bay tới để nó bám vào cái đóa hoa đầy mật đó.
và tứ là nó bắt đầu nó xoay quanh cái đóa hoa đó để nó tìm cái chỗ nào để nó chìa cây vòi nó vào. Tức là tứ là một cái hành động tiếp theo của tầm, tức là nhấn mạnh chọn đối tượng này và bám chặt vào, không có buông ra nữa, thì gọi là tứ. Thì nó sẽ đối trị với tâm hoài nghi. Tâm hoài nghi là tâm phân vân, không biết chọn cái nào, không biết đi đâu, không biết về đâu. Trên con đường tu học, trên con đường giải thoát của mình, thì nó có thể là một tâm lý nó có sẵn trong con người chúng ta. Vậy thì khi mình hành thiền đó, mình sẽ luyện tập được chất liệu của tứ, tức là xác định rõ mục tiêu, xác định rõ con đường và quyết liệt trên nó, quyết liệt trên cái đề mục của mình. Và mình sẽ đạt được chất liệu của hỷ, có nhiều niềm vui thì sẽ đối trị được với tâm sân hận trong ngũ triền cái. Và chất liệu của lạc là hạnh phúc, là sukha, sẽ đối trị với tâm đau khổ, dukkha, tâm của cả tham dục và sân hận. Và chất liệu thứ năm đó là nhất tâm, tức là one-pointed mind đó, sẽ đối trị với tâm phóng dật, tâm trạo cử, tâm lang thang. Đây là câu trả lời của một sư cô. Trong đây có một câu hỏi nữa, để một lát nữa quay lại. Có một câu hỏi này cũng rất là vui nè, có một thầy mà không biết là thầy này có dám đứng lên cho tôi xem mặt hay không. Đó là: con tuy không được hảo tướng, nên muốn nhìn thầy này coi làm sao mà thầy nói thầy không có hảo tướng, và không biết là thầy định nghĩa hảo tướng là làm sao. Nhưng con muốn hoằng pháp, thực hành Bồ Tát Đạo, sáng cho người thêm vui, chiều giúp người bớt khổ. Vậy con phải làm gì để thực hiện hạnh nguyện đó? Chắc phải đi sửa sắc đẹp thôi chứ làm sao giờ. Chắc phải đi Thái Lan hả? Tôi không biết là có bao nhiêu thầy, bao nhiêu sư cô hiểu là mình muốn thực hiện Bồ Tát Đạo là phải có hảo tướng. Chắc nhiều người suy nghĩ vậy lắm. Nhất là các thầy muốn làm pháp sư, thăng tọa thuyết pháp phải cho đẹp. Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Hay là do mình đẹp sẵn chăng? Nói đùa thôi, các thầy, các sư cô cười tôi nữa. Là theo tôi đó, nó có ảnh hưởng một chút xíu thôi. Mà cái chữ hảo tướng ở đây đó, mình phải hiểu là một người có nhiều năng lượng bình an toát ra. Cái này rất là cần. Và ở đây may là vị thầy này nói là muốn thực hành Bồ Tát Đạo, chứ không phải là muốn làm giảng sư hay là pháp sư. Tức là muốn đi vào trong cuộc đời để giúp đời bớt khổ, đem niềm vui cho cuộc đời. Thì tôi nghĩ nó không có liên quan gì tới hảo tướng hết. Mà nếu có đó, thì đó phải là một người có một cái năng lượng bình an, hay là một cái năng lượng từ bi nó toát ra, là chất liệu quan trọng nhất. Còn chất liệu thứ hai, nếu mà lên pháp tòa ngồi thuyết giảng, hay là đến bên một người đang có những cái khổ đau về đời sống tinh thần, thì nó phải có một cái năng lực của sự tỉnh thức, một cái chất định tĩnh trong con người của mình. Thí dụ như là một cái bài chia sẻ pháp thoại ngày hôm nay của tôi đối với các thầy, các sư cô, nó có thể đến từ những cái kiến thức Phật học, nhưng mà nó cũng đến từ những trải nghiệm riêng của cá nhân, nó đến từ trí tuệ của những bậc thầy đi trước. Nhưng tất cả những thứ đó không đủ, mà nó đến từ cái định lực của mình tại thời điểm mà mình đang nói ra. Tùy vào cái định lực tại thời điểm đó như thế nào, nó sẽ kết nối với những dữ liệu có sẵn trong con người của mình, mà không cần phải suy nghĩ hay là chuẩn bị bài trước. Mặc dù là tôi có liệt kê ra những cái hạng mục mình sẽ cần nói ngày hôm nay, nhưng mà khi giảng có thể chế tác thêm, có thể thêm, có thể bớt, chứ không có lệ thuộc vào bài giảng, mà nó lệ thuộc vào cái sức định của mình tại thời điểm đó. Định càng sâu thì mình sẽ, cái lực mình chia sẻ ra nó càng thuyết phục hơn là nó nằm trên ngôn từ hay là lý thuyết, hay là sự lanh lẹ trong cái mặt diễn đạt ngôn ngữ. Cái đó nó không có quá quan trọng. Một vị, theo tôi, góc nhìn của riêng tôi, một vị pháp sư hay là một vị truyền cảm hứng, một vị thuyết giảng đó, thì cái điều quan trọng nhất, những điều họ nói ra là họ phải trải nghiệm trước. Họ phải thành công, hoặc là đang trên đường thành công cũng có thể chấp nhận được.
chứ không nên nói những gì mà mình không hề hiểu nó là cái gì hoặc là chưa bao giờ trải nghiệm. Cái điều thứ hai đó là khi mình nói đó, nó phải đến từ tình thương, đến từ lòng muốn chia sẻ, muốn nâng đỡ đối tượng, chứ không phải là một cái sự trình diễn bản ngã để thể hiện cái sự hay ho, sự tài giỏi của mình. Cái thứ ba, trong quá trình chia sẻ đó, mình phải có toát ra được năng lượng bình an, năng lượng của sự tỉnh thức, thì mới có thể giúp cho thính chúng tập trung lắng nghe một cách thoải mái, dễ dàng, dễ tiếp thu, dễ hiểu. Và tất cả những chia sẻ của mình nó đến một cách rất là tự nhiên, chứ không phải là một sự trình diễn, thể hiện. Thì một cái người mà muốn thực hiện Bồ Tát hạnh thì phải có những cái chất liệu như là bản thân mình phải được tự chủ rất là giỏi, làm chủ phiền não rất là giỏi, chuyển hóa được những phiền não cơ bản. Còn những phiền não thâm căn cố đế thì mình phải tu cả đời mới chuyển hóa hết. Chất liệu thứ hai đó là mình phải có một cái tác phong uy nghi, đáng được kính trọng, đáng được ngưỡng mộ. Thì cái hảo tướng này nên thuộc về những cái tác phong uy nghi. Đẹp nhất là năng lượng bình an đến từ bên trong, mà cạn hơn nữa đó là phải có tác phong uy nghi, để người tiếp xúc nhìn vào là tin tưởng liền ngay lập tức. Cái đó gọi là hảo tướng. Và một điều hết sức quan trọng đó là tâm bồ đề, buddhicitta. Phải có tâm bồ đề, tâm hướng tới sự giác ngộ tuyệt đối và hướng tới phụng sự chúng sanh một cách không có điều kiện. Giác hữu tịnh đã làm cho mọi người tỉnh thức, luôn luôn giữ được cái ngọn lửa đó trong lòng. Vậy thì thay vì mình mong muốn có hảo tướng hay là làm mọi cách để có hảo tướng, thì con đường tốt nhất đó là quay vào bên trong tu luyện, có phẩm chất thì tự nhiên sẽ có hảo tướng, tự nhiên sẽ có đủ chất liệu để thực hiện lý tưởng giúp đời giúp người. Ngày xưa tôi cũng đã từng được khen đẹp, và tôi cũng dính mắc vào cái chuyện này chút chút chứ không có nhiều. Tôi thích tài năng hơn là cái hình thức bên ngoài, nhưng mà cũng có chú ý cái đó chút chút, đó là thừa nhận thiệt. Nhưng mà tới khi bắt đầu tu thiền rồi thì lúc nào cũng nhìn vào năm uẩn thấy gớm gần chết, cho nên là không có chú ý vào hình thức nữa. Mặc dầu tới bây giờ tôi vẫn luôn luôn gọi là, này nói chuyện bí mật chút xíu, là phải cố gắng giữ phong độ tốt nhất có thể. Mà phong độ ở đây là năng lượng, lúc nào cũng phải tràn đầy năng lượng, không có lên xuống thất thường. Kế tiếp là phải ăn uống ngủ nghỉ chừng mực, kiểm soát tối đa về chế độ ăn uống và ngủ nghỉ, và đặc biệt là phải luyện tập thể dục liên tục để được trẻ lâu. Cái đó là thiệt, tại vì khi mình trẻ lâu thì ít bệnh thì mình sẽ cống hiến được nhiều. Và tôi có cái mong muốn rất là giản dị là sống 120 tuổi một cách rất là khỏe khoắn, cho nên là không ngừng luyện tập thể dục, không ngừng quan sát gìn giữ chế độ ăn uống, phải nghiêm khắc bản thân rất là nhiều thì mình mới có thể làm tốt cái công việc của mình được. Cho nên khi mà quay vào bên trong thì mình mới phát hiện ra những cái gia tài quý báu bên trong nó gấp bội phần những cái hình thức ở bên ngoài, cho nên là không còn chú ý vào cái bên ngoài, nhưng mà vẫn phải duy trì và giữ gìn, chứ cô không muốn mình xấu lắm. Tôi nghĩ một thầy tu hay là một sư cô tâm linh nhìn vào là rất là đáng mến mộ, rất là đáng tin tưởng học và muốn học hỏi, thay vì bị thu hút bởi sư cô đó hay là bị thu hút bởi vị thầy đó. Một vị thầy mà tỏ ra một năng lượng dễ thu hút người khác phái, kể cả người đồng phái, là năng lượng nó rất là nguy hiểm. Đó không phải là năng lượng thanh tịnh đâu nhé, đó là năng lượng gì đó. Cho nên là khiến người ta cứ nhìn vào mắt, vào mũi, vào miệng mình suốt, hay là vào dáng của mình. Thì một thầy tu hay là một vị tâm linh không nên có những cái năng lượng đó, không nên trở thành tâm điểm thu hút bởi sự hấp dẫn của mình, mà nó phải là một cái gì đó để mọi người nhìn vào thấy bình an, thấy thanh tịnh, thấy có nhiều sự tích cực ở trong đó. Câu hỏi kế tiếp là: xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ thế nào là sắc, thọ,
tưởng, hành và thức. Làm thế nào để không bị sắc thọ tưởng hành thức chi phối? Cái này là hơi khó. Ở đây chúng ta muốn nói tới ngũ uẩn ha. The five scandals, năm uẩn, tức là năm tổ hợp. Nó bao gồm mà mình tưởng tượng tâm mình nó giống như trái quýt ha, nhưng mà tâm mình không phải là trái quýt nha. Và nó có tất cả là năm mối. Đây là tạm thời chia ra thôi. Mối thứ nhất được gọi là sắc, tiếng Anh là form ha. Mối thứ hai đặt nó là thọ, tức là những cái feeling. Mối thứ ba sắc thọ tưởng, tức là imagine hay là perception ha. Rồi hành là mental formation, và thức consciousness. Bây giờ chúng ta nói về sắc. Sắc là thuộc về thân thể. Chúng ta đang nói về con người chúng ta. Còn nếu mà chúng ta nói về cái thế giới bên ngoài thì mọi thứ có hình tướng thì đều thuộc về sắc hết. Bốn cái còn lại thuộc về tâm. Nhưng mà thường á, mình chỉ nghe nói là tâm tưởng nè, thứ hai là tâm hành, thứ ba là tâm thức, mà không ai nói tâm thọ hết. Mà thật ra thọ là cái phần cạn nhất của tâm, cho nên vẫn có thể gọi tâm thọ được. Nếu không ai gọi thì mình gọi ha, không có sai. Rồi thọ mình có thể gọi là sự cảm nhận ha, hay gọi là cảm thọ nè. Cảm thọ là cái từ cũ thôi, bây giờ gọi là cảm giác. Thường cảm thọ thì nó có khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là xả thọ. Nó có ba nhóm như vậy. Nhưng mà đừng có hiểu khổ là đau khổ nha. Khổ chỉ là một cảm giác khó chịu thôi. Cái tiếng Hán Việt nó là như vậy đó. Tức là viết tắt ha, cảm giác khó chịu. Lạc là cảm giác dễ chịu. Nó không phải là hạnh phúc đâu nha. Nó chỉ là một cảm giác dễ chịu. Mặc dầu là phần lớn con người cho rằng cảm giác dễ chịu là hạnh phúc, nhưng nó chỉ là một cái feeling thôi, chứ không phải là một cái happiness. Nó chỉ là một cái cảm thọ nhất thời, chứ không phải là một cái hạnh phúc bền vững. Và xả thọ tức là cảm giác trung tính. Trung tính tức là nó không có rõ ràng là khổ hay là lạc, hoặc là nó là một trạng thái khổ vừa chấm dứt, lạc vừa chấm dứt, thì gọi là cảm giác trung tính. Rồi phần sâu hơn của tâm nữa là tưởng. Tưởng tức là sự tưởng tượng, những giả tưởng, những tư tưởng, những quan điểm, mới gọi là perception là vậy, nằm trong phần tưởng. Tôi tưởng như vậy chứ, tôi tưởng tức là tôi nghĩ nó như vậy, mà tôi nghĩ như vậy tức là tôi xài những cái dữ liệu có sẵn trong đầu của tôi, trong khi sự kiện nó xảy ra khác với những gì tôi nghĩ. Nhưng mà tôi lại không nhìn nhận cái nó đang là, mà tôi nhìn nhận như là trong đầu tôi nghĩ. Đây là vấn đề của chúng ta. Và phần lớn chúng ta đều rơi vào những cái gọi là tri giác sai lầm, hay là vọng tưởng điên đảo, là từ tâm tưởng mà ra. Tức là nơi đó nó chất chứa những cái quan kiến, những tư tưởng, mà con nó có thể đúng mà nó có thể sai. Thành ra hành thiền là bắt đầu xét lại hết tất cả những cái tưởng của mình, có nên theo hay không. Thành ra người tu thiền họ chậm và chắc lắm. Họ nghĩ cái gì bắt đầu họ xét lại liền. Cái tưởng này nó đến từ đâu, chứ không phải là một cái thói quen tự nhiên. Nghĩ tới đâu là hành động tới đó, nghĩ tới đâu là nói tới đó. Hành, tâm hành. Chúng ta nghe nói rất nhiều về tâm hành. Tâm hành thì rất là rộng lớn. Bây giờ tôi cũng vẽ lại cái tâm của mình.
vẽ lại trái quýt, và tâm mình không phải là một trái quýt. Thí dụ đây là tâm của mình ha, và đây gọi là bề mặt ý thức, và đây là dưới này là những hạt giống ở trong tâm, nhưng mà nó không phải là những cái hạt nha. Đây là mảnh đất tâm, và nó có rất nhiều hạt giống tốt và hạt giống xấu, tích cực và tiêu cực. Thì cái này gọi là những cái nguyên nhân, hay là những cái tố chất, những cái chất đã có sẵn ở bên trong tâm thức. Và nó khi nó bị một cái điều kiện tác động bởi ngoại cảnh, cái này gọi là ngoại cảnh tác động. Thí dụ như là một câu nói không dễ thương, mình tiếp thu nó mà nó rơi vào ngay cái hạt giống giận hờn này, thì hạt giống này nó bắt đầu nó sẽ trồi lên bề mặt của ý thức, gợn sóng ha. Thì cái này, cái tiến trình này gọi là tâm hành. Cái tâm mà nó vượt lên trên bề mặt ý thức và nó chiếm cứ, và mình đồng nhất với nó để nó biến thành lời nói và hành động á, thì gọi là tâm hành. Hành là như vậy. Nhưng mà cũng có khi hạt giống này nó kích vào hạt giống kia. Thí dụ như một sự nghi ngờ tự nhiên ha, do hoàn tưởng nó kích chắc, tự nhiên cái tưởng tượng, rồi bắt đầu sợ hãi, rồi bắt đầu nổi giận. Chứ không phải là ai tác động hết á. Tự những cái hạt giống nó kích hoạt lẫn nhau, thì hạt giống này nó cũng trồi lên và biến thành một tâm hành giận. Thành ra người hành thiền là phải thấy từ khi ngoại cảnh tác động vào hạt giống, tức là phải phòng hộ sáu căn á. Thấy rồi, chết rồi, một âm thanh vừa tới, một hình ảnh vừa tới, một tác động vừa tới, hoặc là bên trong nó có cái gì nó bất ổn xảy ra, mình quan sát cảm thọ, mình thấy mình đang có một cái cảm giác khó chịu, bắt đầu nhìn sâu vào thì biết rằng là các tâm hành đang rục rịch, đang kích hoạt lẫn nhau. Thì người hành thiền là phải phát hiện từ cái chỗ này nè. Mà để nó lên tới trên này là quá trễ. Nhưng mà lỡ trễ thì cũng không sao, vẫn tiếp tục quan sát cái tiến trình này, tức là tâm hành. Tâm hành á, được gọi bằng cái từ hiện đại, đó là cảm xúc. Bây giờ có rất nhiều về khoa học về quản trị cảm xúc. Nói đơn giản dễ hiểu là học cách để chăm sóc cảm xúc của mình. Mà nói theo Phật học đó là chăm sóc tâm hành, hay là quản lý năm uẩn. Thì trước giờ năm uẩn quản lý mình, bây giờ mình quản lý năm uẩn. Rồi trước giờ mình lo quản lý tài sản, quản lý tài khoản, bây giờ học quản lý năm uẩn. Thì bây giờ cảm xúc á, nó khác với cảm giác. Tại vì cảm xúc thuộc về tâm hành, mà cảm giác thuộc về tâm thọ. Tâm thọ chắc mình tôi dùng chứ ai dùng trơn. Mà cảm thọ này đó, nó là một phần cạn của tâm thức, nhưng mà nó vẫn thuộc về tâm. Nó biểu hiện cho mình thấy có cái gì nó xảy ra bên trong không ổn đó, hoặc là đang ổn. Và chia thành ba ngăn: khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Thành ra khi mình học về quán thọ đó, thì mình nhìn vào những dòng cảm thọ của mình ở trong tâm, nó khác với cái dòng thiền của thiền sư Goenka đó, là quan sát những cái sensation, những cái cảm giác ở trên thân. Cảm giác ở trên thân nó khác với cảm giác ở trong tâm. Thì cái phần tâm hành là cái phần mình đối diện hàng ngày, và nó hành hạ mình nhiều nhất, nó điều khiển mình nhiều nhất. Tại vì tâm hành á, thường chia thành hai nhóm. Một á, là tâm hành tham. Hai là tâm hành sân. Tham á, có nghĩa là mình sẽ thích, phải không? Và sân có nghĩa là không thích. Mà thích thì đưa một ngón tay, đưa lên. Không thích thì một ngón tay, đưa xuống. Đây là cái icon trong mấy cái app, phải không? Mình thích cái gì là mình đưa ngón tay lên liền, là mình chết, là mình là nô lệ của tâm hành. Thành ra khi mà mình hành thiền á,
thì mình đều có thể chăm sóc hết năm uẩn, nhưng mà hành là chính đó. Tại vì nó hành mình mà, mình phải hành lại nó. Mình phải dành thời gian chăm sóc tâm hành của mình. Thành ra khi mình thích một cái gì đó là biết liền. Chánh niệm về cái mà mình đang thích và chánh niệm về cái mình đang không thích, nghĩa là mình đang chăm sóc tâm hành của mình. Còn tưởng thì nó thuộc về những cái vọng tưởng, nó chưa phải là phiền não, nó chỉ là cái phần cạn của phiền não thôi. Cái phần sâu của phiền não là tâm hành. Còn khi mình ngồi với những cái vọng tưởng thì nó chưa có kích hoạt vào những cái cảm xúc trong con người của mình, chưa có khổ đau, chưa có hạnh phúc, mà nó qua tới hành rồi mới có khổ đau hay là hạnh phúc. Và cuối cùng đó là tâm thức. Thức á, tức là những thông tin, những dữ liệu, những cái biết được lưu truyền từ nhiều thế hệ. Và khoa học đã chứng minh trong một cái giọt DNA nhiễm thể đó, nó không chỉ chứa những tế bào để hình thành cơ thể, mà nó còn chứa luôn những cái thái độ sống, phẩm chất đời sống, gia tài tinh thần của ông bà tổ tiên chúng ta từ nhiều thế hệ. Và cha mẹ chúng ta chỉ là thế hệ gần nhất mà chúng ta chịu ảnh hưởng thôi, nghĩa là chúng ta vẫn chịu ảnh hưởng từ nhiều thế hệ phía trước. Điều đó cũng có nghĩa là có những cái hạt giống mà thời ông cố chúng ta có mà thời cha mẹ chúng ta không có, nhưng tới chúng ta thì có. Hoặc là ta có mà anh chị em chúng ta không có. Vậy thì tự nhiên con người sinh ra là nó có một cái nhận thức của riêng nó. Nó chưa qua một cái môi trường nhồi nặng, đào luyện nào hết. Nó có cái nhận thức riêng. Nó có cái đặc biệt riêng của mọi cá thể. Rồi ngoài di truyền tự nó cung cấp những cái thông tin đó, định nghĩa, quan niệm, thấy, biết về một cái gì đó, thì môi trường lớn lên, sự tiếp thu của chúng ta, mà chúng ta có những cái thức phân biệt. Hãy nói tới thức á, là nói tới sự phân biệt về những phạm trù như là đúng với sai nè, hay với dở nè, cao với thấp nè, rồi sạch với dơ nè, đẹp với xấu nè. Thì nó tùy vào cái thức phân biệt của mỗi người. Vì vậy cho nên khi mình tu tập, mình biến từ thức chuyển thành trí, bình đẳng tánh trí, viên mãn trí, trí không còn phân biệt nữa, chấp nhận hết mọi thứ xảy ra, nhìn nó cùng một bản chất. Thức thì bị mắc kẹt vào các hiện tượng, còn trí thì nhìn mọi hiện tượng trên con mắt của bản môn, của bản chất. Thì sau này nếu có nhiều cơ hội nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu về năm uẩn để thấy được năm uẩn là không, ngũ uẩn giai không, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bản chất đều là trống rỗng.